Trưa 1099, nhảy vọt lên đầu bảng edit và beta, lá mùa thu long nha, đâm liên tiếp, rút đao chạm, Diệp Tu làm một mạch theo cách lúc nãy vừa thành công, có điều đánh xong ba kỹ năng rồi mà nhúm tảo bị gom lại vẫn cứ phây phây. Quả nhiên sức đề kháng của tảo mẹ mạnh hơn đàn tảo con, nhưng chỉ mạnh hơn tẹo thôi chứ không nhiều, vì khi Diệp Tu nhanh tay tặng thêm kỹ năng thứ tư thì nhúm tảo này nát bấy. Diệp Tu cũng thở phào nhẹ nhõm một thoáng vừa rồi hắn có hơi đánh lô tô trong bụng hiệu quả của đạn đông cứng có thời hạn khi hít đầu tiên trúng mục tiêu hắn đã biết nếu muốn giết tảo mẹ sát thương không phải vấn đề mà là thời gian thời gian của đạn đông cứng chưa chắc đủ dài để gây ra lượng sát thương cần thiết kết quả thành công mỹ mãn khiến diệp tu an tâm hẳn quân mạc tiếu phá nhúm tảo bị đánh nát mà nhảy lên khỏi mặt nước ô thiên cơ dương thành trong chóng máy đưa hắn bay cao quỷ ả đột đâu chịu buông tha con mồi, lập tức phóng một sợi theo chói. Diệp Tu đã lường trước chiêu này của nó, bèn thao tác quân mạc tiếu bay vút lên. Tốc độ của quỷ tảo rất nhanh, nhưng trong chóng máy không hạn chế động tác của nhân vật giữa không trung nên Diệp Tu rất dễ dàng né tránh. Hắn không định đi luôn, chỉ tạm thời cách xa mặt sông để chờ kỹ năng cun đao. Kỹ năng cấp thấp thường cun đao rất nhanh, chẳng qua đạn đông cứng có thêm hiệu ứng đặc biệt nên cun đao dài hơn. Chứ nếu không thì một ai đó tha hồ ném đi bắp vào một ai đó vô tội vạ. Nhất là thể loại đông cứng như này thì chơi sao lại, thời gian cun đao của đạn đông cứng đến tận 10 giây, cũng chính là thời gian mà Diệp Tu đang muốn câu giờ. Hắn vừa tránh né, vừa móc thêm một quả lựu đạn ném xuống. Lựu đạn nổ tung không gây bất kỳ sát thương nào cho quỷ tảo, nhưng mớ tảo còn dưới đáy đều vì vậy mà nổi lên mặt nước, bị gom vào cùng một chỗ. Đẹp, Diệp Tu mừng thầm, bởi lua quái thành công đồng nghĩa với tăng cao hiệu suất giết. Đạn đông cứng cun cool đao xong, quân mạc tiếu tắt trong chóng máy nhảy xuống, khi tới gần mặt nước thì rút kiếm ra chiêu sóng kiếm phá đất quét ngang lớp tảo, ngay sau đó là áo choàng bóng đêm. Lần này áo choàng bọc được một ụ tảo lớn hơn hẳn, nhưng khi bắt đầu tấn công, Diệp Tu mới thấy tạch mẹ nó rồi, tảo bị gom càng nhiều thì HP càng dày, một thiết lập rất logic. Đương nhiên Diệp Tu không ngu tới mức không biết, hắn lùa quái là để thăm dò thử, thử xong mới biết không thể nào giết nó kịp trong thời gian đông cứng. Thời gian hiệu lực của đạn đông cứng là 2 giây, dù có tăng cấp kỹ năng cũng không lên thêm được nhiều, vì trạng thái đông cứng là một đi bắp quá dâm, cho đông cứng 8 hay 10 giây chắc thôi nghỉ game chứ chơi chi nữa. Kỹ năng đạn đông cứng nâng, đến max level cũng chỉ tăng thời gian đông cứng lên 3, 5 giây, do đó nâng cấp đến bao nhiêu là tùy xem người chơi sử dụng nó thế nào, hoặc tỷ suất dùng nó nhiều hay ít đạn đông cứng của quân mạc tiếu chỉ có một cấp, hiệu ứng đông cứng 2 giây, trong vòng 2 giây ra được 4 kỹ năng đã là siêu siêu, chỉ cần Diệp Tu không tập trung chút thôi cũng không làm nổi. Bây giờ HP của ụ tảo này dày hơn, sát thương mà quân mạc tiếu gây ra không đủ để giết nó. Diệp Tu tiếc đứt ruột, nhưng sau khi thử nghiệm xong hai đợt, hắn coi như đã nắm được nên gom bao nhiêu tảo một lần. Vậy cũng ngon rồi, chỉ cần nhảy lên nhảy xuống đánh tới khi nào hết thì thôi quỷ đảo bị Diệp Tu xé lẻ thịt dần. Mặt sông từ từ trở về trạng thái trong vắt ban đầu. Sắp xong rồi, nhìn hai bãi tảo cuối cùng gần đó, quân mạc tiếu ra sức bơi qua. Cùng lúc, Diệp Tu nghe thấy trên bờ sông truyền đến tiếng người nói chuyện. Ở đây nè, không biết con quỷ tảo đã nuốt bao nhiêu người, giờ chắc nó mạnh lắm, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. May mà mình mò ra cách giết nó, mà đào với đạn dưỡng phải chú ý phối hợp, mấy ông là mấu chốt đó một nhóm người rất đông xuất hiện trên bờ sông. Ai kia của người chơi đâu có kém, họ cũng tìm ra cách đối phó với quỷ tảo như Diệp Tu, chẳng qua không thể một mình thực hiện mà phải kêu thêm 500 anh em tới. Vấn đề là anh em kéo nhau chạy tới sông chỉ thấy nước sông trong vắt thấy đáy, còn quỷ tảo nghe đồn phủ đầy mặt sông đâu mất tiêu rồi, đuệt. Không phải chứ, có người chơi tinh mắt phát hiện sự tồn tại của quân mạc tiếu. Hắn đang khí thế bơi đến một bãi tảo, sau đó áo choàng bóng đêm, đạn đông cứng, một đợt liên kích vèo vèo vèo, đấy không phải chiến thuật mà mình đã nghe dặn dò suốt trên đường đi đó sao, dẫn hay chơi, người hô hào 500 anh em đến giết quỷ là một chuyên gia đạn dược. Lần đầu gá đi ngang qua con sông này đã hiến một mạng cho quỷ tảo, từ thành chạy ra đây báo thù, tế thêm mạng nữa. Gá không cam tâm nên vẫn cứ quay lại, quỷ tảo lên level, gá đương nhiên không phải đối thủ của nó. Nhưng sau lần thứ ba gá đã phát hiện được cách giết quỷ. Lần thứ tư, gã cho rằng mình có thể solo nó, ai ngờ vẫn tèo vì đánh giá thấp sức trưởng thành của quỷ tào, Chết liền bốn mạng, gã đành bất đắc dĩ lập tim đi hốt quỷ theo cách mình đã nghĩ ra. Lập xong chạy tới nơi mới phát hiện quỷ bị hút gần hết cơ mơ đã vậy người giết quỷ còn dùng đúng đâu pháp mà gã hy sinh oanh liệt hết bốn cây máu mới mò được. Đứa nào dám hớt tay trên của bố, chuyên gia đạn dược nổi giận, gã cho rằng thằng kia nhất định đã nhìn lén mình, một thằng cờ hó đê tiện học lóm chạy dọc bờ sông đuổi theo bóng dáng người nọ, chuyên gia đạn. Dược đưa súng định bắn, nhưng đột nhiên va phải một đồng bọn trong đội. Cả hai lào đảo, hít bắn của gã lệch mục tiêu. Làm quái gì thế, chuyên gia đạn dược giận dữ. Bị ngu hà ba, áo choàng bóng đêm rồi đạn đông cứng, rồi liên kích một mạch có cả rút đao chạm. Một nhân vật có thể sử dụng nhiều chiêu đến vậy là ai mà ông cũng không nghĩ ra. Đồng bọn cản đường gã nói. Chuyên gia đạn dược đưa mặt, trước đây nếu gặp một ai đó dùng kỹ năng của nhiều nghề khác nhau mọi người sẽ cho rằng là npc nhưng giờ khác rồi vì toàn dân đều biết trong game có một nhân vật như vậy tồn tại đại thần diệp tu và tán nhân quân mạc tiếu của hắn chuyên gia đạn dược run run đi thêm mấy bước trên bờ sông quân mạc tiếu lúc này đang bơi bơi đến bãi tảo cuối cùng ai đi trên đầu hiện rõ mồn một quân mạc tiếu quả nhiên là quân mạc tiếu chuyên gia đạn dược hết dám nói người ta học lỏm đấu pháp của mình nữa. Đấu pháp còn con này mà không nghĩ ra thì đâu phải đại thần Diệp Tu. Thế nhưng mình vất vả tạch hết mấy mạng, lại hô hào anh em hùng hổ đến đây hút hàng, kết quả là máng còn không có để vét, trời má, vẫn còn một bãi kìa. Gá không cam lòng, ma đạo học giả lên, áo choàng bóng đêm, ma đạo học giả đứng im thiên thít. Sao không lên, rớt mạng à, chuyên gia đạn dược gào to. KS Đại Thần Diệp Tu, bị điên Hà Ba, ma đạo học giả kinh ngạc, rõ ràng là tôi gặp quái trước mà. Chuyên gia đạn dược khóc, gặp quái trước, cả tim cạn lời. Anh hai, tụi tôi thông cảm cho anh lắm, anh gặp quái trước thật đấy, nhưng anh giết không nổi thì đâu có tính là của anh. Vấn đề quá dễ hiểu, ok, lên đi, lên cho tôi y. Chuyên gia đạn dược nói không được ma đạo học giả, quay qua hò hét người khác. Người này khá thân với gã, không nỡ rồi nước lạnh, bèn lúc la lúc lắc bước lên, chỉ dơ cây chổi thôi cũng mất hết mấy giây. Bầu hình đã đời xong thì quân mạc tiếu dưới sông đã hút gọn ổ quỷ, cậu chàng lập tức thung thướng quay đầu lại, ẻ, eh, hết kịp ổi, chuyên gia đạn dược đau như bò đá. Thật ra nếu muốn gây sự với Diệp Tu, gã cũng không đủ khả năng, chứ kể gã đâu có lý lẽ gì. Nhưng chuyện đáng để gã thèm khát không chỉ dừng ở đó. Sau khi cào hết tảo, Thứ hạng của quân Mạc Tiếu trên bảng tổng sắp bất ngờ vượt lên vị trí số 1. Cả đội của gã cũng không ai chú ý, cho đến khi kênh thế giới đột nhiên có người gào ầm lên. "Đệt đệt đệt, Diệp Tu anh hách à, tự nhiên vọt thẳng lên hạng nhất, anh giết GM à?" Sờ lờ vãi, "Report đi, GM đâu tôi muốn report." Nói chuyện như loli giành bú với Sota thế này chỉ có thể là dạ vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên. Cả thần chi lĩnh vực đều phải tĩnh lặng không ai ngờ rằng đời mình lại có thể thưởng thức. Được lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên trên kênh Thế Giới trong game. Hoàng Thiếu Thiên trước đó bị Chu Trạch Khải vượt mặt, chẳng bao lâu sau lại gặp may kích S Chu Trạch Khải khỏi hạng nhất. Quân mạc tiếu của Diệp Tu lẹt đẹt tận dưới top 30, Hoàng Thiếu Thiên đã khinh không để vào mất từ lâu rồi. Thế mà đánh xong một con quỷ, định mở bảng xếp hạng ra xem thành tích hiền hách của bản thân, hắn lại thấy cái tên quân mạc tiếu to đùng trên đầu dạ vũ thanh phiền mình nhìn nhầm hà ta, hoàng thiếu thiên Rụi rụi mắt xác nhận lại lần thứ hai, sau đó lập tức xù lông trên kênh thế giới. Diệp Tu còn phát hiện sớm hơn, con quỷ tảo này đẩy hắn lên hẳn hạng nhất, bản thân hắn cũng quá bất ngờ. Hắn đang nghĩ đến việc đem cả sô clon tới nuôi một con quỷ rồi lấy ơ chính giết nó, thì nhìn thấy hoàng thiếu thiên khóc lóc trên kênh thế giới. He he, Diệp Tu trả lời. Câu trả lời này người chơi đọc vào không thấy có gì, nhưng đám tuyển thủ chuyên nghiệp cười muốn hỏng não. Vừa nãy trong group chat tuyển thủ chuyên nghiệp, Hoàng Thiếu Thiên phun lời rát rưởi khi bị Chu Trạch Khải vượt mặt, Chu Trạch Khải chẳng phải đã trả lời như vậy sao? Bây giờ Diệp Tu học theo y hệt, Hoàng Thiếu Thiên ắt phải tức hộp máu. Nhưng mà kênh thế giới trong game có cun đao giữa hai lần chat, không thể bắn rap liên thanh, thế là hắn lập tức chạy vào group chat bắn cho đỡ bấn. Diệp Tu thấy group chat báo tin liên hồi, biết chắc là Hoàng Thiếu Thiên đang lên cơn. Hắn đâu có ngu mà vào hít rác, hắn còn đang suy xét tính khả thi của kế hoạch nuôi quỷ kia. Điều cần làm rõ trước mắt là nuôi một con quỷ lớn tới mức này tốn bao nhiêu cơm, có nên làm thí nghiệm không nhỉ? Diệp Tu vừa khiển quân mạc tiếu bơi lên bờ vừa nghĩ. Trên đó đang đứng một đội người chơi ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn mấy dòng chat trên kênh thế giới, họ đã phát hiện quân mạc tiếu nhảy vọt lên hạng nhất, có thể thấy rõ lượng điểm mà quỷ tảo đã phít cho hắn. Nếu họ thành công giết con quỷ này thì lượng điểm chia đều, mỗi người chắc chắn không ngon như quân mạc tiếu nhưng vẫn quá thơm bơ rồi. Giờ thì sao, trắng tay, ai nấy đều tiếc rụng rốn, nhưng đó là đại thần Diệp Tu, họ có thể nói gì được đây, đại thần lợi hại quá tương đương, đại thần đi à, đại thần đi thong thả nha, cả bầy người chơi léo đéo theo nịnh hót quân mạc tiếu như cún. Theo ý kiến số đông, chính thức đổi xưng hô giữa Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên lại thành tôi cậu, tôi cậu. Chương 1100, nuôi quỷ edit và beta lá mùa thu, nuôi quỷ. Kế hoạch nuôi quỷ dĩ nhiên không thể được thực hiện bởi một mình Diệp Tu, mà cần đến sự giúp sức của công hội. Kêu hẳn người chơi ra hy sinh vì nhân vật chiến đội thì vô nhân đạo quá, cho nên căn bản phải nhờ cậy ơ clone. Diệp Tu đang định bàn bạc với ngũ thần những thứ cần làm, ai ngờ vừa mới nghe đến ý tưởng của hắn, ngũ thần đã trả lời luôn, việc này không dễ đâu. Sao thế? Diệp Tu hỏi, tôi cũng có test thử rồi một người chơi tự mình giết một con quỷ sẽ được 100 điểm, ngược lại quỷ giết một người chơi thì chỉ được một điểm lên cấp. Giờ tạm khoan bàn về việc kiếm người, kiếm ợt gì đó, chỉ tính hiệu suất thôi. Một ợt lột hết đồ để giảm điểm phòng ngự xuống mức thấp nhất, cho một con quỷ giết cũng cần đến mười mấy hai mươi giây, thậm chí lâu hơn. Giết 100 người mới được 100 điểm, mình tính trung bình một người 15 giây đi, thì 100 người cần tổng cộng 25 phút đương nhiên nếu bị một con quỷ đã lớn hoặc một bầy quỷ cùng hiếp chết thì nhanh hơn nhưng xét đến lượng ơ chúng ta có trong tay thêm vào không phải không có khả năng nguy hiểm tôi thấy việc nuôi quỷ đối với chúng ta mà nói là không dễ thực hiện ngũ thần trình bày ồ tôi hiểu diệp tu trả lời thật ra với kinh nghiệm của hắn nghe đến chỗ quỷ giết một người chơi chỉ được một điểm thì đã hiểu kế hoạch fail mna khỏi nói đến những con số ngũ thần đưa ra chỉ riêng đầu người đã là cả một vấn đề với hưng hân trong tay hưng hân không cầm quá nhiều ơ, tiệm nét dưới lầu cũng có một đống người chơi vinh quang đấy, nhưng ai rảnh đâu mà giúp. Nhất là giờ đang trong event, người chơi nào trả bận tối mặt cày cuốc cho chính bản thân. Cách cuối cùng là vung tiền ra thuê người, khả năng tài chính hiện nay của hưng hân cũng có thể chơi sang một chuyến, nhưng tính kỹ thì liệu có lợi thật không? Diệp Tu tính toán trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ đến con quỷ tảo mà mình mới giết. Hóa cốt nó xong, quân mạc tiếu nhận được hẳn 625 điểm nghĩa là nó đã nuốt được 525 người chơi. Từ lúc event bắt đầu đến nay chẳng qua chỉ hơn một tiếng, hiệu suất đó không hợp lý lắm khi ướm theo phép thử của ngũ thần. Con quỷ tạo làm cách nào? Không lẽ ngay từ lúc spawn ra, điểm của nó đã cao sẵn? Spawn ra đã là level boss nhỏ. Đâu thấy có thể loại này trong nội dung thông báo event đâu nhỉ? Diệp Tu đang nghĩ ngợi, bỗng thấy một nhóm người dần dần chạy tới từ cuối con đường. Dẫn đầu là một cái tên khá thân nhưng không quen, hội trưởng công hội luân hồi, tam giới lục đạo. Nhóm người chạy đến đầu cầu vội nhìn xuống sông, ngay lúc đó Diệp Tu liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Còn tam giới lục đạo, vừa thấy quân, mạc tiếu, gá khỏi cần xem dưới sông, mở miệng mắng luôn, khốn nạn, ặc, là của mấy ông nuôi hả? Diệp Tu nói, hắn hiểu rồi, con quỷ trưởng thành bằng cách nuốt 525 người này vốn không phải tự nhiên mà lớn. Có người đã cố tình nuôi nó đâu chỉ có mình diệp tu mới nghĩ ra trò nuôi quỷ thấy ngũ thần không trước khi diệp tu hỏi hắn đã test thử rồi nghĩa là cũng phát hiện cách luồn lách trong event lần này người chơi các công hội có kinh nghiệm về game phong phú hơn tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều đương nhiên phát hiện ra còn trước cả hắn họ lại có đầy đủ nhân sự tài khoản không cần phải lo ngại tùm lum như hưng hân thế nên họ không nuôi quỷ mới lạ luân hồi không những đã nuôi còn nuôi được một con quỷ rất béo chỉ cần đánh đúng cách, điểm phòng ngự và HP của quỷ tạo cũng kém như mấy con quỷ khác. Xem ra đây là đặc điểm chung của lũ quỷ trong event bách quỷ giả hành. Nhưng ngoài khuyết điểm thì ưu điểm của nó là sống trên mặt nước, sức tấn công rất mạnh, cho đẻ tạo con hội đồng nạn nhân có thể nói không ai đỡ nổi. Đúng là một con quỷ mau ăn chóng lớn, nhưng đã nuôi thì phải, sao không trông em? Diệp Tu thành tâm đặt câu hỏi, đó chính là một trong những khả năng xảy ra nguy hiểm mà ngũ thần nói tới. Giờ sự thật là Diệp Tu đớp mẹ nó cái khả năng đó rồi, còn hỏi Han lo lắng cho luân hồi đúng trọng điểm nữa. Tam giới lục đạo khóc một dòng sông, mình nuôi em mà không trông hả? Ban đầu dĩ nhiên có trông, nhưng càng lúc quỷ tạo càng lớn, ai dám nghĩ tới nó đều thành đồ ăn cho nó cả. Lương thực tự dẫn sát tới, luân hồi ngu đâu mà cản, còn hoan nghênh là đằng khác. Thế nên cuối cùng cái đứa được phân công trông em thấy hết còn gì để trông, bèn tự nhảy sông cắt thịt nuôi em để tăng hiệu suất luôn nào ngờ quân mạc tiếu của diệp tu không sớm không trễ ngay lúc này đi ngang qua bị quỷ tảo tóm hắn lại là tán nhân một mình có thể thực hiện kỹ năng nhiều nghề thế là quỷ tảo bị hắn xử đẹp người luân hồi cũng mãi đến khi nhìn thấy giả vũ thanh phiền chửi bới trên kênh thế giới mới cảm giác có gì đó sai sai họ không biết công hội khác có nuôi quỷ không nhưng mình thì có tam giới lục đạo vội pm hỏi cu bảo mẫu xem cháu nhà mình có mạnh khỏe không Cú bảo mẫu trầm mình tuấn tiết vì tương lai chiến đội lúc này đang trên đường chạy về nên nào có biết, trả lời ú ú ớ ớ, tam giới lục đạo liền thấy không ổn, đích thân chạy đến xem. Trong lúc đám đệ của gá lo nhìn xuống sông, tam giới lục đạo đã phát hiện, ồ ai kìa ai kia, trông như quân mạc tiếu. Hắn ở đây, hắn lại vừa mới hút hơn 600 điểm vọt thẳng lên vị trí đầu bảng, đứa nhỏ quỷ tảo nhà mình nắng mưa rãi dầu nuôi lớn đã bị tên khốn này cướp. Thật rồi sao? tam giới lục đảo đoàn trường Tân Thanh. Nhưng chửi hai tiếng, khốn nạn, xong cũng không biết nói gì thêm. Gã trách sao được Diệp Tu, được cái đếu, bởi Diệp Tu đã dành nói trước với lời lẽ đanh thép, phải trông em chứ. Nuôi một con dâm vãi thế này, biết bao nhiêu người chơi không rõ đầu cua tay nheo đã phải ăn vả, tôi lúc nãy cũng suýt dính chấu. Lần sau đừng vậy nữa nghen, lần sau, tên này còn nghĩ đến cả lần sau, nếu đổi thành người khác, Tam giới lục đạo đã hê một tiếng cho anh em nhào lên chặt nó thành 18 khúc rồi. Nhưng Diệp Tu, cũng không phải gã tôn kính hay kiêng nể gì Diệp Tu, vấn đề nằm ở chỗ là chặt không nổi. Hiện giờ số anh em gã dắt theo không nhiều, đã vậy đều là cờ nhôn để làm cơm nuôi quỷ, tháo phòng ngự, lột sạch đồ, dọn rỗng túi. Muốn dùng vũ lực giải quyết, phơi mình ra cho người ta chặt ngược thì có, tam giới lục đạo cắn muốn nát răng, đành nhịn chứ chẳng còn cách nào chỉ trách bọn mình tham quá nham hiểm quá muốn lợi dụng cả người qua đường nếu mình phái người trông nom cẩn thận ai qua đường cũng nhắc nhở một tiếng hoặc ít nhất nhắc nhở phần tử nguy hiểm như diệp tu mẹ nó nhắc hắn thì hắn sẽ không cướp sao tam giới lục đạo thật không cho là vậy tác dụng của bảo mẫu trông em vốn không phải để nhắc nhở người đi đường nói một tiếng người ta sẽ không cướp của mình nữa từ khi nào thần chi lĩnh vực hòa bình đến thế nhất là các công hội lớn với nhau Cướp dẫn công khai cũng chẳng có lý lẽ gì để tranh cãi chứ đừng nói là tình huống người ta chỉ tự vệ. Bắt người ta đến, tam giới lục đạo cũng không đến nỗi quá ấu trĩ. Thế là chỉ đừng ngậm bồ hòn làm ngọt, trơ mắt nhìn quân mạc tiếu minh ngang đi mất. Còn mình thì ôm một đống cơm, cởi chuồng đứng trên cầu đờ đẫn nhìn xuống mặt sông đá trống hơ trống hoác. Phải báo cáo với bên chiến đội thôi. Lúc đầu tam giới lục đạo muốn thể hiện nên có nói mình định nuôi một con siêu quỷ, đợi nó lớn thì chiến đội cho người tới muốc giờ bị người ta múc dùm cũng phải báo cáo một tiếng thật ra không phải chỉ có mình luân hồi mới biết nuôi quỷ những câu lạc bộ có bộ phận chuyên môn lo về game không lẽ không nghiên cứu kỹ những event thế này chỉ cần đọc qua quy tắc cuộc chơi các công hội lớn đã lập kế hoạch nuôi quỷ tận trước khi event bắt đầu cơ chẳng qua lúc đó chỉ lập kế hoạch chay chứ không tính toán được số liệu bắt tay vào làm thử mới biết quỷ giết một người chỉ được một điểm hiệu suất quá thấp nên mỗi công hội chỉ có thể tập trung nhân lực và vật lực nuôi một con mà thôi. Quân mặc tiếu của Diệp Tu đột ngột nhảy lên hạng nhất, đám công hội lớn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy. Ra, tuy Hoàng Thiếu Thiên chửi bới trên kênh thế giới, nhưng hắn cũng không phải không biết nội tình. Có điều, sao Hưng Hân ra tay sớm thế nhỉ? Tự múc con quỷ nhà nuôi nhanh đến vậy, ai thật thà tí sẽ nghĩ vậy. Nhưng có một số người nhớ đến lịch sử đen tối và máu me của Diệp Tu sẽ nhảy ngay đến chân tướng, thằng trời đánh này không phải cướp con nhà người ta chứ. Vì thế lúc nãy không chỉ tam giới lục đạo của luân hồi mới PM nhà mình hỏi tình hình, hội trường các công hội lớn đều tất tả tìm hiểu cấp dưới. Tin giữ cuối cùng giáng xuống luân hồi. Các nhà khác nghe thấy con mình mạnh khỏe thì yên lòng yên dạ, nhưng cũng muốn hóng hớt xem có phải nhà nào gặp xui xẻo không. Muốn biết cũng chẳng khó lắm, thậm chí chả cần đến spy hay clone gì cả, trong group các hội trưởng công hội có người hỏi thẳng luôn. Ê cho hỏi phát, mới vừa rồi có phải quân mạc tiếu cướp con nhà ai không? Người lên tiếng chính là tưởng du của mưu đồ bá đảo. Là từ địch cũ của gia thế, người bên bá đồ xưa nay luôn nhìn về Diệp Tu với ánh mắt bất thiện. Tưởng du đã hỏi, người khác có tò mò cũng không cần mở miệng nữa, chỉ dồn dập trả lời, không phải nhà tôi. Cuối cùng tam giới lục đạo bắn liên tội một chàng emo khóc lóc đầy ắp màn hình. Dân tình nhìn thấy đều, à ra thế, trong lòng, vừa lẳng lặng cười khoái trá vừa vờ vịn an ủi, ối trà, sao không cẩn thận gì hết vậy nà, tam giới lục đạo sao có thể không biết đám hội trưởng kia đang sướng đến cỡ nào, nhưng gã đang rất cần giải tỏa nỗi lòng. Đám đối thủ cạnh tranh cùng đẳng cấp với gã chính là những người tốt nhất để chút bầu tâm sự. Nghe xong câu chuyện bi thảm của tam giới lục đạo, bà con lại ra sức an ủi thêm một loạt. Tuy Diệp Tu cũng vô tình thôi, nhưng với ấn tượng không hay ho lắm của họ về hắn, dĩ nhiên sẽ không ai bênh vực dùm Diệp Tu cả mà chỉ toàn thêm dầu vào lửa. Chắc chắn thằng chả phải biết, đó đó, gió như ban ngày, sao không biết được, đúng không phải con người, kẻ bại hoại trong giới đại thần, mọi người phải cẩn thận hơn nha, hội trưởng các công hội lớn một tay chat trong group, tay còn lại vào game chỉ thị cho ekip nuôi quỷ nhà mình, cảnh giác cao độ, đặc biệt đề phòng quân mạc tiếu và người của Hưng Hân, với lại luân hồi nữa, tam giới lục đạo được quan ái trong group chat thôi chứ thực tế bị đồng nghiệp đối xử bằng thái độ bất thiện chả kém gì Diệp Tu đâu. Bây giờ con quỷ nhà luân hồi nuôi đã mất, tụi nó có sẽ đi cướp của nhà khác không? Ai chẳng nghĩ thế? Đồng thời nội dung trong group chat đã khiến mọi người ý thức được rằng chả phải chỉ có nhà mình mới nuôi quỷ. Nhà nào cũng làm cả, vậy, lũ quỷ nuôi ở đâu? Coi cướp được không? Hay mình cướp thử? Các thể loại cờ nhôn, xì bai trong các công hội bắt đầu hoạt động hăng say. Chương 1101, điểm hồi xin hedit và beta lá mùa thác các công hội bắt đầu ôm lòng cướp con nhà người khác dĩ nhiên cũng sẽ không lơ là trông con nhà mình ai nấy ra sức điều phối thêm nhân viên bảo mẫu ở lam khê các lam hà nhận được tin từ hội trưởng xuân dịch lão thì thở dài lại phải tiếp tục cho đấu đá lừa gạt lẫn nhau thế này lam mệt rất là mệt thời gian gần đây lam hà đã không còn làm công việc chỉ huy nữa cậu thà là một tên tay chân cóc ké để hội trưởng chỉ đâu đánh đó tuy vậy nhân tài họ cóc trong game đâu có thiếu. Lam Hà vốn được đánh giá cao bởi năng lực quản lý và chỉ huy. Xuân Dịch lão hiểu tâm trạng của Lam Hà nên ít nhiều có du di cho cậu, nhưng gặp những tình huống quan trọng thế này, gã vẫn phải suy xét đến thế mạnh của Lam Hà, phái cậu đi kiểm tra điểm hồi sinh ở các thành lớn. Điểm hồi sinh là vấn đề mà các nhà có nuôi quỷ không thể tránh khỏi. Trong quá trình đút cơm cho con, họ mang theo mục sư để hồi sinh clone nhưng thuật hồi sinh có thời gian đao tận 30 phút, đã vậy game còn hạn chế một nhân vật không được nhận thuật hồi sinh quá nhiều lần cùng lúc nữa. Vì thế không ai có thể đút cơm liên tục tại chỗ mà đều phải chờ cơm chết về thành rồi quay lại. Đám cơm gạo này luôn sẽ có một điểm đặc biệt, lột sạch quần áo để tăng cao hiệu suất. Lam Hà biết rõ điều đó nên bắt đầu phân chia thủ hạ làm việc. Xuân Dịch lão đưa cho cậu ba đội 5 người, tính luôn bản thân Lam Hà là 16 người. Số lượng này hiển nhiên có lý do đàng hoàng. Hiện nay thần chi lĩnh vực có tổng cộng 32 thành lớn, nghĩa là 32 điểm hồi sinh. 16 người tức mỗi người phụ trách hai thành. Xuân dịch lão phân công xong mọi việc, chính gá cũng tự chạy đi canh một thành khác. Thành Kansas là một trong hai thành Lam Hà phụ trách. Khi xuất hiện ở điểm Teleport, Lam Hà đã đổi nhân vật. Tài khoản chính Lam Kiều Xuân Tuyết của cậu trong game cũng là nhân vật nổi tiếng một phương, rất được chú ý, không tiện làm mấy chuyện lén lút thế này. Lam Hà đổi ơ clone, lặng lẽ chọn một con đường vắng người như mọi khi để di chuyển. Đến gần mục tiêu, Lam Hà dừng lại. Từ lúc event bắt đầu đến nay đã được một khoảng thời gian, công cuộc nuôi quỷ của các công hội át hẳn đã đi vào một guồng quay ổn định. Chỉ cần quan sát một lúc, Lam Hà tin mình sẽ nhìn ra mấu chốt. Để đảm bảo hiệu suất, chắc chắn các nhà nuôi quỷ đều sẽ không giấu nó ở những chốn rừng rú vì quá tốn thời gian di chuyển. Lam Hà cho nhân vật núp vào một góc tường. Trong lúc event diễn ra, số người chơi online rất đông, thêm vào độ khó biến thái của bách quỷ giả hành lần này dẫn đến tỷ lệ tử vong khá cao, điểm hồi sinh không ngừng có người chơi xuất hiện. Mỗi lần có ánh sáng trắng lóe lên là dây. Thần kinh Lam Hà giật một phát, quan sát một hồi, cậu phát hiện xung quanh điểm hồi sinh có không ít người đang làm cái chuyện giống mình kẻ thì núp lùm, kẻ thì đi lòng vòng diễn vai quần chúng. Lam Hà xoay góc nhìn đánh giá tình hình, sau đó PM cho Xuân Dịch Lão nhắc gá cẩn thận, vì không chỉ có mỗi Lam Khê các mình mới biết canh me điểm hồi sinh. Phát hiện được bao nhiêu rồi, Lam Hà đang PM cho Xuân Dịch Lão, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói. Cậu giật bắn người, lộn một vòng tại chỗ, kiếm cũng rút khỏi vỏ luôn. Lộn xong nhìn lại ai đi trên đầu cái đứa nói chuyện, suýt nữa Lam Hà vứt cả kiếm. Quân Mạc Tiếu, sao khéo quá vậy, Lam Hà choáng đầu. 32 thành, xác suất là một phần 32, trời vẫn cho mình gặp phải cái tên khó chơi nhất này. Đã vậy hắn còn tới bắt chuyện với mình, tức đã nhìn ra mình là ai rồi, không, không thể nào, chắc trùng hợp thôi. Mình cẩn thận nên đã chọn lộ tuyến chắc ăn nhất, còn tên này không lóc luôn mà cầm hẳn quân Mạc Tiếu, dĩ nhiên cũng phải kiếm đường vắng vẻ để đi. Thế là cuối cùng hai người đụng nhau, một kết quả tất nhiên. Lam Hà bình tĩnh lại, sau đó, sau đó chưa kịp mở miệng, tên kia đã hỏi tiếp, cậu thuộc nhà nào, bị nhìn ra rồi, Lam Hà buồn ơi là sầu. Tuy mình đang cầm ơ clone không có tên công hội, nhưng tình huống hiện tại ai liếc qua mà chả hiểu. Không phải mình cũng vừa mới PM Xuân Dịch Lão kêu Lam Khê các đề phòng mấy công hội khác đó sao, tuy là, Trung Thảo Đường, Lam Hà dù đã mệt mỏi với việc đấu đá lừa gạt, nhưng nước đến chân thì vẫn phải nhảy bài chưa soạn nhưng che giấu thân phận là chuyện há miệng là làm được ngay. Lam Hà rất tự nhiên nhét mình vào hàng ngũ tử địch số một của Lam Khê Các, Trung Thảo Đường. Ồ, đê tiện vãi, muốn cướp quỷ nhà người khác nuôi à? Diệp Tu nói, không phải anh cũng vậy. Lam Hà miệng thì hộp máu, tay thì hỏi ngược. Đã lâu không gặp, đẳng cấp vô sỉ của đại thần vẫn phần phật như xưa. Ha ha, đúng là tôi đã cướp được một con. Cậu đoán xem tôi làm cách nào? Diệp Tu nói anh làm cách nào? Lam Hà sửng sốt, chẳng lẽ đại thần định truyền thụ cao chiêu cho mình, đi ngang qua thấy rồi nhặt luôn, đúng may dễ sợ. Diệp Tu nói, trên đầu quân mạc tiếu cùng lúc hiện lên một emo bật ngón tay cái. Lam Hà nhìn, nhịn để không bổ một kiếm vào mặt hắn. Cậu cười khan hai tiếng, may thật đấy, bên cậu có phát hiện gì không? Diệp Tu lại hỏi tiếp, tạm thời chưa? Lam Hà thuận miệng trả lời, trả lời xong lập tức hối hận. Sao mình phải nói cho hắn biết? chỗ đó, chỗ đó, với chỗ đó, chỗ đó nữa, đều là clone các công hội nhỉ. Ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu dơ lên, chỉ vào mấy vị trí. Chắc thế, Lam Hà nói, công hội nào cũng làm như nhau, cậu nghĩ kết quả cuối cùng sẽ là gì? Diệp Tu nói, Lam Hà ngẩn ra, quả thật hành động của mọi công hội đều rất nhất trí. Nếu chỉ có hai ba nhà phái người canh me điểm hồi sinh thì thôi không nói, đằng này bao nhiêu nhà là bấy nhiêu người xung quanh điểm hồi sinh lởn vởn một đống người lén lén lút lút, đồng nghĩa với việc không ai lén lút được cả. Mọi người đều nhìn ra nhau, tuần tin tức về nhắc nhở nhà mình cẩn thận, và rồi, và rồi dĩ nhiên cơm gạo mỗi nhà đều sẽ che giấu đặc điểm của mình mà mặc lên ít trang bị để khó nhận biết hơn. Lúc đó lại phải cờ lích vào người để xem thuộc tính, đứa nào rớt chỉ số đến hết hồn tức là đứa đó đã hy sinh nhiều lần. Tuy vậy kiểm tra thuộc tính rất phiền phức, như vị trí núp hiện tại của Lam Hà quá xa để cờ click vào người chơi ở điểm hồi sinh. Muốn thì phải lại gần, mà lại gần thì đâu còn là lén lút quan sát. Nếu công khai theo dõi, đối phương sẽ lại hành động thế nào để đối phó, Lam Hà còn đang ngồi suy diễn, bóng người bên cạnh đã loáng lên. Quân mặc tiếu của Diệp Tu đi ra ngoài, ngông nghênh đứng ngay điểm hồi sinh, lia góc nhìn liên tục quan sát người chơi xung quanh. Hắn làm thật cửa bay ơi, Lam Hà há hốc mồm, trong đầu lập tức nghĩ nếu mình là bảo mẫu trưởng của ekip nuôi quỷ trong thành này, đột nhiên nhận được tin quân Mạc Tiếu đang theo dõi điểm hồi sinh, mình sẽ làm gì, nhất định sẽ tạm ngưng việc đút cơm. Sau đó, sau đó thì bó tay. Chứ nếu tiếp tục, có khác gì tuyên bố cho quân Mạc Tiếu biết boss hoang dã nhà tôi đang ở đây. Dù có giết luôn quân Mạc Tiếu, hắn chắc chắn cũng sẽ quay đầu chạy về. Điểm hồi sinh là điểm yếu chết người không thể giải quyết, ôm quỷ đi chỗ khác càng không thực tế. Chẳng lẽ phải thêm nhân sự chuyên bảo vệ cơm gạo, đảm bảo các công hội khác cũng sẽ ào tới. Chưa kể bây giờ nhà nào nhà nấy nuôi quỷ là để phít cho nhân vật trong chiến đội, nếu bị hội đồng, khả năng rất cao sẽ có đại thần các đội mạnh xuất hiện. Lúc đó thấy mẹ nữa, không thể, nhất quyết không thể được, Lam Hà chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ vã mồ hôi. Cậu nghĩ nếu mình là người nuôi quỷ trong thành này? có lẽ biện pháp tốt nhất để đối phó với hành động ôm cây đợi thỏ của quân Mạc Tiếu là tạm thời hy sinh ít thời gian, chờ cho quân Mạc Tiếu bỏ đi. Hắn không lý do gì sẽ ở mãi điểm hồi sinh này chờ đợi một thứ không có. Ngay khi Lam Hà đang nghĩ vậy thì điểm hồi sinh bỗng xuất hiện thêm một nhân vật. Góc nhìn của quân Mạc Tiếu lập tức khóa chặt vào nhân vật này. Chẳng lẽ, Lam Hà ngẩn ra, khoảng cách của cậu hiện tại không đủ gần để cờ lích kiểm tra, nhưng nhân vật kia vừa nhìn thấy quân mạc tiếu thì cũng sửng sốt mà dừng bước linh tính mách bảo với lam hà rằng đây chính là người mình chờ đợi nãy giờ gã thuộc công hội nhà ai giờ vẫn còn dám tiếp tục đi đút cơm lam hà không hiểu nổi cậu không cho rằng mình thông minh hơn ai những gì cậu nghĩ được thì các công hội khác chắn chắn cũng nghĩ được rõ ràng đang bị canh me ai mà ngu đến mức vẫn lộ diện chứ vừa nghĩ đến đó lam hà đột nhiên phát hiện một khả năng công hội nuôi quỷ trong thành này không biết có kẻ dám hành động bố láo đến vậy. Các công hội lớn đều chỉ mới phái người đi canh nhau, sau đó phát hiện ra nhau, rồi tự mình điều chỉnh, trong lúc bối rối khó tránh có điều sơ sót. Người của công hội nuôi quỷ ở thành này đã cho cơm mặc trang bị vào, nghĩa là họ cũng biết có sự hiện diện của nhà khác ở thành mà mình cho người theo dõi. Thế nhưng họ lại quên không phái người canh chừng ở chính cái thành mà mình nuôi quỷ, không biết người khác cũng đang canh me mình cơm nhà họ mặc trang bị vào chỉ để phòng hờ thôi và vẫn đánh liều chạy đi nuôi quỷ tiếp thế là vừa hồi sinh về lập tức có bất ngờ chờ sẵn họ quá bất cẩn nói vậy cũng đúng nhưng xét cho cùng ngoài diệp tu ra không ai bá đạo đến mức theo dõi người ta trắng trợn kiểu đó giờ lam hà chỉ thấy công hội này bất hạnh quá bất hạnh ở chỗ diệp tu đã đến thành của họ bắt được cái đuôi mà họ thò ra thành kansas có công hội đang nuôi quỷ tình hình cụ thể tạm thời chưa rõ Lam Hà đưa tin tình báo về Lam Khê Các. Còn nhân vật clone vừa nãy hiện ra ở điểm hồi sinh đã bị quân Mạc Tiếu phát hiện, dĩ nhiên không thể tiếp tục dắt hắn đến chỗ con quỷ nhà mình, dứt khoát lóc ao luôn. Xem ra tụi mình hút hàng ở đây được đó, quân Mạc Tiếu chạy về nói với Lam Hà. Tụi mình, Lam Hà mệt cả óc. Ai, tụi mình, với anh. linh 1102, con cái nhà Aedip và Beta, lá mùa thu Lam Hà phát tin tình báo về Lam Khê Các mà tay mắt các công hội khác xung quanh điểm phục sinh chắc chắn cũng không chậm hơn cậu trạm teleport thành kansas chỉ trong phút chốc đã tấp nập hẳn lên các công hội lớn dồn dập phái quân tiên phong đến thành này có quỷ nhà ai nuôi không quan trọng quan trọng là quỷ đang ở đâu ngoài hội trinh sát đeo hoặc không đeo tác công hội thành phần trình diện còn có các tinh anh tiếng tăm vang dội trong game đến mức dù có đeo tác công hội hay không cũng sẽ bị nhận ra mọi người chạm mặt ở cổng tele chỉ liếc nhau một phát rồi mạnh ai nấy lo việc mình, nhưng sau khi chia đường mà đi thì cũng không quên âm thầm phái thám tử theo dõi lẫn nhau. Thành Kansas bỗng chốc vàng thao lẫn lộn, Lam Hà nhận được PM từ Xuân Dịch Lão, kêu cậu đến địa điểm tập trung với quân đoàn Lam Khê Các. Gió, Lam Hà nhận tin xong, định chạy đến tọa độ Xuân Dịch Lão chỉ định. Đi được mấy bước mới thấy có gì đó sai sai, cậu xoay góc nhìn. Anh làm gì vậy? Theo tôi chi? Ý, người của trung thảo đường mấy cậu đến rồi hở diệp tu hỏi liên quan gì đến anh lam hà kêu lên mấy cậu không cần một trợ thủ mạnh mẽ như tôi đây à diệp tu hỏi ha ha dĩ nhiên chúng tôi rất hoan nghênh trợ thủ mạnh nhưng anh thì chắc khỏi đâu lam hà cười lạnh đến lúc này rồi mà anh ta vẫn còn định thừa nước đục thả câu tưởng tụi tôi não phẳng hết hả thế à tiếc thật vậy tôi đi đây diệp tu nói quân mạc tiếu đội trên đầu một emo xòe tay, quay lưng đi. Lam Hà nhìn theo hắn một lúc, bỗng phát hiện tay mắt của các công hội khác cũng chưa rút. Góc nhìn của họ đều khóa chặt vào một nhân vật, quân mạc tiếu, sau đó dần dần bám theo hắn. Lam Hà sực hiểu ra, một phần tử nguy hiểm như quân mạc tiếu sao có thể để chạy long nhong mà không canh chừng. Tình thế hiện đang xảy ra là do chính hắn thúc đẩy, lẽ nào hắn chơi tới đó rồi tự nhiên ngừng, ai tin? tên này nhất định đang mưu mô gì đó, không thể lơ là, phải tia hắn cho kỹ. Lam Hà nghĩ vậy, vội khiển clone chạy theo, đồng thời PM Xuân Dịch Lão, tôi không qua đâu, tôi đang theo dõi quân mạc tiếu. Xuân Dịch Lão ít khi chát nhiều, chơi hẳn ba dấu chấm than thể hiện cái sự hết hồn của mình. Ừ, ông đang ở đây. Lúc nãy thành này bị lộ vụ nuôi quỷ cũng do một tay ổng gây ra đó, Lam Hà giải thích. Xuân dịch lão hết hồn xong lại lôi hồn về hết tiếp, lập tức chỉ thị nhân sự công hội, thành Kansas, thêm ba đội qua nữa, ba đội. Có nên không à, một người ý kiến, cướp quỷ để vượt mặt nhà khác, nhưng tổng doanh thu thưởng event của chúng ta cũng rất quan trọng. Điều phối nhiều tinh anh tập trung đi cướp quỷ đến vậy có mạo hiểm quá không? Cậu nói đúng, Xuân Dịch lão bừng tỉnh, chúng ta. Phải giữ cân bằng, khỏi ba đội nữa, một đội như cũ đi, Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu. Chỉ cái tên thôi cũng đủ để hội trưởng một công hội lớn mất bình tĩnh, có thể tưởng tượng chấn thương tâm lý mà hắn để lại cho người chơi thần chi lĩnh vực nặng nề cỡ nào. Rốt cuộc hắn ở đây để âm mưu gì? Người đang suy nghĩ vấn đề này không phải chỉ mình Xuân Dịch Lão, cũng không phải chỉ mình gã muốn điều thêm lính vào thành Kansas. Trọng điểm của các công hội hiện là thành Kansas, nhưng quỷ được nuôi vẫn chưa được tìm thấy mà quân Mạc Tiếu đã trở thành đối tượng chủ chốt để họ phòng bị. Trong thời gian đó, cục diện ở thành Kansas dẫn đến càng lúc càng nhiều quan tâm. Liên tục có thêm công hội người được mùi mà triệu tập người tê lê qua. Cũng như cướp boss hoang dã vậy, việc một công hội dục dịch điều động nhân thủ rất dễ bị phát hiện, bởi một lần phải điều động rất đông nhân số nên không thể nào che giấu được cả. Và rồi cứ thế, các công hội lại rơi vào tình huống khó khăn. Nhân số, nên phái bao nhiêu người, boss hoang dã dĩ nhiên cần đưa tinh anh hàng top ra trận. Nhưng bây giờ công hội nào cũng phải suy xét đến yếu tố cân bằng. Không ai muốn chỉ vì cướp quỷ nhà khác nuôi mà ảnh hưởng đến thành tích tổng thể của cả công hội mình trong event. Có điều, cách mỗi công hội đặt tiêu chuẩn về cái gọi là cân bằng lại không giống nhau cho lắm. Nhà này cho rằng phái một đội đến là ổn rồi, nhà kia lại thấy ba đội mới đủ, cuối cùng chẳng phải lại mất cân bằng vì một V3 sao? Thế là các công hội vừa lo truy tìm xem quỷ ở đâu, vừa theo dõi nhà khác ra bao nhiêu lực để bên mình điều chỉnh cho thích hợp mà đã điều chỉnh thì phải chỉnh sao cho nhà mình hơn nhà nó. Đâu có ai chỉ muốn bằng chị bằng em, thường người ta muốn phải hơn chị hơn em cơ, chắc luôn. Rốt cuộc chị điều chỉnh, em thấy vậy cũng điều chỉnh, chỉnh qua chỉnh lại chỉnh hoài không xong. Tưởng du của mưu đồ bá đạo từ đầu đến giờ đã thêm hai đội tinh anh vào thành Kansas, nhưng vẫn ngồi không yên, bèn dứt khoát nhảy vào group chat hội trưởng nói thẳng, đạch mẹ, cả hội đều định đổ hết người vô đây hở, vô đâu. Lập tức có bạn hỏi, tường du chát lên định enter rồi nhưng bỗng khửng lại người hỏi là hội trưởng hoa khai kham chiết của bách hoa cốc ủa tụi bách hoa cốc có đưa người vào thành kansas chưa ta nếu chưa thì khác nào mình lộ hàng cho chúng biết tường du vội lục lại tin tình báo vì chả nhớ nổi có bách hoa cốc góp mặt chưa nữa nhưng rất nhanh đã có người cho gã đáp án thiên nam tinh của trung thảo đường trả lời hoa khai sờ lờ gì vậy ba Từ ông nói coi vô đâu ha ha hỏi chơi thôi mà mọi người đều ở đây hả hoa khai kham chết nói tường du sầu hết biết quan hệ giữa đám hội trưởng vốn là canh me cơ hội thông nhau thế đấy có điều bắt đầu từ lúc nào mà họ lại ngồi xuống cùng nhau bàn bạc vậy nhỉ hình như hồi trước làm gì có thói quen này chỉ toàn lo ám hại lẫn nhau thôi mà tường du nghĩ mãi không ra đến khi nhìn thấy một cái tên trong group chat quân mạc tiếu đúng rồi sau khi hắn xuất hiện họ mới có hình thức chơi chung thế này chỉ một người nhưng có thể khiến cho mấy công hội cỡ bự đứng về một phe chung tay chống giặc người này quá có bản lĩnh mà giờ hắn đã xuất hiện nữa rồi mưu đồ bá đạo không phải một trong các công hội cho thám tử đến thành kansas ngay từ đầu nên tưởng du không hề biết những gì diệp tu đã làm ở đó hỏi sao đám hội trưởng lại chẳng họp bàn lẽ nào chỉ cần tên này ló dạng mọi người sẽ lập tức xoắn quẩy ngay hiện tại mọi công hội có thể đến thành kansas đều đã đến vì thế không còn ai kiêng kỵ khi nhắc về nó nữa nhưng quan trọng là phải giải quyết vấn đề tôi nói mấy ông nè thiên nam tinh của trung thảo đường lên tiếng giờ đang trong event thời gian quý báu mình đổ quá nhiều thời gian và nhân lực vào đây cũng không có lợi tôi đề nghị hôm nay tụi mình thật lòng hòa thuận với nhau một lần đi đừng đấu đá nhau nữa cứ để vận may quyết định ai tìm thấy thì của người đó ok không làm vậy tụi mình không cần phải liên tục rót thêm người qua nữa chơi luôn có người lập tức đồng ý chơi đách ai ngờ có người phản đối ngay lời ít ý nhiều như thế rõ ràng là xuân dịch lão của lam khê các nhưng muốn nghe gá ngồi giải thích vì sao đách chơi thì mơ đi may mà không phải chỉ mình xuân dịch lão mới không chịu hội trưởng mã đạp tây phong của hô khiếu sơn trang phát biểu ê nè có phải mấy ông quên rằng mình chả phải đang tìm boss hoang dã không con lần này có chủ mà chủ nó còn đang ngồi trong số chúng ta đó thiên nam tinh sững sờ đúng là hắn đã quên bén vụ đó thật Hồng lẽ là của Trung Thảo Đường, một hội trưởng nào đó phỏng đoán, tuy con quỷ thành Kansas là con cái nhà ai cũng không quá quan trọng, nhưng Thiên Nam Tinh đề nghị giải quyết trong hòa bình, không ai thêm người, ai tới trước được trước, rõ ràng là có lợi cho bên nuôi quỷ. Thế nên hắn liền trở thành đối tượng tình nghi. Zzz, Thiên Nam Tinh phỉ mũi khinh khỉnh, nhưng hắn khinh thật hay khinh giả? Chuyện này cũng y như lai lịch con quỷ thành Kansas ấy, chả quan trọng nên chẳng ai rảnh đâu mà đoán chỉ có điều nhớ ra mục tiêu cả đám đang nhắm vào lại cũng ngồi chung bàn cả hội bắt đầu thấy dị bất kể thảo luận ra được phương án gì bên phòng thủ đều sẽ biết rõ mà lập kế hoạch đối phó mà cũng khó cho thằng đó thiệt phải ngồi đây hăng hái thương lượng ra một âm mưu hoàn hảo để đối phó chính mình đời sao ngang trái mệt tâm quá có tiếng ai đó dối hờn trong vô vọng rốt cuộc là nhà nào nuôi kiểu gì cũng chạy không thoát đâu thôi khai luôn đi lại có tiếng ai đó oán than trong đau đớn khai luôn mới lạ nhưng nghe xong câu này không ít hội trưởng lại phát hiện ra một vấn đề chạy không thoát nếu tên hội trưởng công hội đang nuôi quỷ thành kansas cũng nghĩ vậy hắn sẽ làm gì dĩ nhiên phải xuống tay giết ngay mau chú ý bảng xếp hạng xem có ai đột ngột vượt hàng không một hội trưởng ra lệnh thế nhưng ngẫm lại mục đích nuôi quỷ là gì là fit cho chiến đội dù chưa chắc nuôi mập được nhiều nhưng vẫn thơm hơn một con quỷ bình thường nhiều giờ bị buộc phải giết cũng sẽ kêu người bên chiến đội tới hưởng mà, để ý chạm teleport và cổng thành, để ý nhân vật chuyên nghiệp. Mệnh lệnh mới lại lan truyền khắp các công hội. Tốc độ phản ứng của các hội trưởng trong việc này nhanh y như nhau. Nhân vật chuyên nghiệp, đó chính là mấu chốt. Nhà nuôi quỷ bị ép giết con, thì cũng phải đưa nhân vật chuyên nghiệp tới giết. Nhân vật chuyên nghiệp, nhân vật chuyên nghiệp, lệnh được truyền đạt cho các thành viên công hội đang ở thành Kansas. Một số người đã bắn tin về ngay, nhân vật chuyên nghiệp. Quân Mạc Tiếu tính không à? Quân Mạc Tiếu, á đù, đám hội trưởng nhảy dựng như mèo. Chẳng lẽ con quỷ thành Kansas là nhà Hưng Hân? Vừa nghĩ đến đó, đám hội trưởng phấn khích hẳn lên. Từ xưa đến nay Hưng Hân đã chơi họ hết lần này tới lần khác, mà họ hình như chưa bao giờ dáng trả Hưng Hân một cú đủ đau cả. Cơ hội tới rồi bây ơi, thì ra con quỷ thành Kansas là của Hưng Hân. Chương linh ba má nhà Ayadis và Beta, lá mùa thu, Hưng Hân ngay cả xuân dịch lão cũng phải kích động đến mức hú hét trong group chat hội trường vụ gì vụ gì gã nói quá ngắn gọn luôn có những người nghe hoài không hiểu con quỷ thành kansas chắc chắn là của hưng hân theo tình báo hiện có nhân vật chuyên nghiệp duy nhất đến thành này chỉ có mình quân mạc tiếu có thím nào nhận được tình báo thấy nhân vật chuyên nghiệp khác không hội trưởng công hội nào đó lại giải thích dùm xuân dịch lão nhân vật chuyên nghiệp khác bất đách éo nhưng mà Tin tức đầu tiên về con quỷ này không phải do chính quân mạc tiếu vạch trần sao? Rốt cuộc cũng có nhân tài trong đám hội trưởng không bị hưng hân làm cho hai mất não hội trưởng Yên Vũ tỏa lâu của Yên Vũ lâu. Ế, eh, đám hội trưởng hai xong mới hết hồn phát hiện, chuyện quan trọng vậy mà mình quên mất. Bé mặt chưa, logic quá tầm thường mà đường đường là các hội trưởng đại nhân lại không nhớ, có thể thấy nỗi khát khao báo thù của họ lớn đến cỡ nào. Thế nên con quỷ này của nhà nào chứ 100% không thể là hưng hân. Ai quẩn quần tự kiếm chuyện chơi kiểu đó? Yên Vũ tỏa lâu nói. Biết đâu hắn có quỷ kế gì thì sao? Có cháu vẫn chưa bỏ cuộc. Quỷ kế, quỷ kế gì tối mức phải mạo hiểm con nhà mình? Yên Vũ tỏa lâu bó tay. Nói xong bỗng thấy kiêu kiêu nhảy báo có tin nhắn. Gá thuận tay click vào. Quỷ nhà mình bị phát hiện rồi. Cái gì? Ai phát hiện? Yên Vũ tỏa lâu kinh hãi như xét đánh bên tai. Hưng hơn cố giữ. Yên Vũ tỏa lâu nhất thời không nghĩ được nhiều, gấp gáp trả lời. Ai ngờ gã còn chưa kịp quay về game, bên kia đã đáp ngay tắp lự, giữ không được, giữ không được. Thật sự, sau khi ngầm hiểu là nhà nào cũng tự nuôi quỷ, các công hội lớn vừa phái thám tử tâm tiên nhà khác, vừa tăng cường bảo mẫu và vệ sĩ nhà mình. Thế nhưng hiện tại ở địa điểm nuôi quỷ của công hội Yên Vũ Lâu, trong góc nhìn của người chơi Yên Vũ Lâu toàn là ai đi nhân vật cấp chiến đội. Hàn Yên Nhu, bánh bao xâm lấn nghinh phong bố trận, một tấc cho, hại người không mệt, tay nhỏ lạnh giá, muội quang, thậm chí, mộc vũ tranh phong. Đây rõ ràng là đội hình phun của chiến đội Hưng Hân trừ đi quân Mạc Tiếu. Tuy Hưng Hân còn rất non trẻ, nhưng một chiến đội đã đánh bại ra thế trong vòng khiêu chiến há sẽ là thể loại mà đoàn tinh anh công hội trong game có thể chống chọi. Yên Vũ lâu cố sức xây dựng phòng tuyến chống đỡ hỏa lực tấn công, nhưng tường phòng ngự của họ bị xuyên thủng cái vèo tiểu đội hưng hân đánh thẳng đến quỷ nhà họ nuôi. Quấy rối duy nhất mà Yên Vũ Lâu có thể tạo ra chỉ là những tiếng chửi rủa căm phẫn. Quỷ được nuôi vốn không mạnh bằng boss hoang dã, con nuôi lâu đến cỡ nào đi nữa cũng vẫn tồn tại khuyết điểm sờ sờ. Ra đó, Diệp Tu một mình hút con quỷ tảo trị giá 625 điểm chẳng tốn bao lâu, bây giờ cả đội cùng tiến lên còn nhanh đến thế nào nữa. Con quỷ nhà Yên Vũ Lâu có lẽ dai hơn con nhà Luân Hồi tí tẹo, nhưng dưới hỏa lực của cả một đội, nó thăng thiên còn sớm hơn cả đồng loại. Hết rồi, anh chàng đại ca bảo mẫu đau đớn PM về cho hội trường. Đỡ không nổi hưng hân xuyên thủng phòng ngự của mình, cũng đỡ không nổi hưng hân nghênh ngang bỏ đi. Con quỷ họ khổ cực nuôi suốt gần 2 giờ, con quỷ lớn bằng vô số cờ nhôn bỏ mạng, cứ thế mà hiến cho hưng hân. Tuy công hội nhà họ cũng đang chăm chăm muốn đi cướp con người ta, nhưng khi con nhà mình bị người ta cướp thì họ lại cứ phẫn nộ tột độ. Yên Vũ tỏa lâu mới quay vào game chưa kịp làm gì, phim kinh dị có chứa yếu tố hiếp dâm đã chiếu xong. Thế éo nào, Yên Vũ tỏa lâu giờ có thời gian rảnh để ngồi tra xét rồi, nhưng gã thà không có, thà rằng không có. Lòng gã dối bời, tâm trạng đâu mà tra xét, group hội trưởng vẫn đang tranh luận, phòng đoán xem ý đồ của quân Mạc Tiếu khi xuất hiện ở thành Kansas là gì. Là gì ấy à, nhìn thấy câu hỏi này lại được đưa ra, Yên Vũ tỏa lâu bừng tỉnh ngộ. Ý đồ của quân Mạc Tiếu chẳng lẽ là đánh lạc hướng chú ý của bọn mình, nhìn đám hội trường thảo luận nhiệt tình, có thể thấy mọi công hội đều đang cắm đầu vào vụ việc ở thành Kansas, đâu còn ai lo để tâm tình báo thành khác. Điếu, điếu ai cả, ít nhất yên vũ lâu nhà mình là điếu rồi đó. Nhưng còn hưng hân thì không chỉ tìm thấy địa điểm nuôi quỷ của yên vũ lâu, còn cho hẳn một đội chuyên nghiệp tới hút. Yên vũ lâu mình xui tận mạng ư, hay kế hoạch của hưng hân chỉ mới bắt đầu. Trực giác nói với Yên Vũ Tỏa Lâu rằng, khả năng thứ hai mới đúng. Sự có mặt của quân Mạc Tiếu ở thành Kansas không chỉ hấp dẫn một mình Yên Vũ Lâu mà là mọi công hội. À không, nói đúng hơn thì mối quan tâm của toàn dân không phải quân Mạc Tiếu, mà là con quỷ thành Kansas. Ơ ờ, nhưng con quỷ đó do ai phát hiện đầu tiên? Là quân Mạc Tiếu, con quỷ thành Kansas có thật sự tồn tại? Yên Vũ Tỏa Lâu đã bắt đầu nghi ngờ vấn đề này, bằng chứng là nhà mình đến giờ vẫn chưa tìm ra mấy công hội khác thì sao? Theo nội dung chat trong group hội trưởng, có vẻ như mọi người vẫn đang tìm, nhưng giả sử có ai tìm được cũng đâu có ngu mà chia sẻ niềm vui. Có hốt cốt con nhà người ta rồi, lên group chat cũng sẽ vờ như chưa từng gặp gỡ. Muốn nghiệm chứng rất khó, Yên Vũ tỏa lâu phát hiện cả đám dường như đã rơi vào một vòng lặp, bắt đầu từ tin tức thành Kansas có nhà nuôi quỷ. Gá nghiêm trọng nghi ngờ rằng vòng lặp này sẽ không có hồi kết, nhưng gá không định tiết lộ điều mình đang nghĩ nhà mình đã gặp tai ương, gã hận không thể cho các. Nhà khác cũng tai ương hệt như mình thôi chứ. Giờ yên vũ lâu đã mất con, gã muốn cướp con hàng xóm, rốt cuộc kế hoạch của Hưng Hân là gì? Yên vũ lâu có thể nhờ đó mà chấm mút ít nhiều không? Ở thành Kansas, Lam Hà vẫn cẩn trọng theo dõi quân Mạc Tiếu, theo hắn đi vòng vòng khắp thành. Quân Mạc Tiếu di chuyển khá chậm, vì vừa đi vừa thấy quỷ ở đâu là đứng lại đánh ở đó, có thể nói không hề tập trung tìm con quỷ thành Kansas. Lam Hà rất ổn với việc này. Trước đây Diệp Tu cái gì cũng phải tự thân làm, bởi lúc đó Hưng Hân chưa có điều kiện. Nay công hội Hưng Hân đang trên đà lớn mạnh, dù chưa thể sánh ngang các công hội ông lớn bọn họ nhưng cũng không đến nỗi đại thần Diệp Tu phải đích thân đi làm thám tử kiếm sống đâu ha. Nếu quân Mạc Tiếu một lòng một dạ lùng sục khắp nơi, Lam Hà mới sẽ nghi ngờ. Bây giờ hắn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm mà đánh quỷ, thuận tiện kiếm quỷ nhà người ta, hành động của hắn rất hợp lý, cực kỳ hợp lý. Không dấu hiệu nào cho thấy quân Mạc Tiếu có bất thường gì, nhưng trong lòng Lam Hà cứ luôn cảm thấy bất an. Trực giác nói với cậu rằng, mình nhất định đã bỏ sót chỗ nào đó rồi. Trong đầu Lam Hà liên tục ra soát lại những chi tiết nhỏ nhất từ lúc mình gặp quân Mạc Tiếu đến giờ. Đột nhiên điện thoại vang lên, Lam Hà lấy điện thoại qua xem, là Xuân Dịch Lão, Lam Hà biến sắc. Xuân Dịch lão muốn liên hệ với cậu online quá dễ, thậm chí cậu có thể thấy gá đang on -o cả cả kêu lẫn game, nhưng gá lại gọi điện đến. Điều đó nghĩa là Xuân Dịch lão có chuyện rất quan trọng muốn nói, vì gá có cái tật không thích đánh chữ, chết cũng không đổi. Gặp chuyện quan trọng gá nhất định sẽ gọi điện thoại. Alo, Lam Hà bắt điện thoại, quỷ nhà mình nuôi bị hưng hân nuốt rồi. Đây là câu trả lời mà cậu nghe được. Sao có thể? Không thể nào. Lam Hà kêu lên thất thanh quân mạc tiếu vẫn còn hiện diện trong góc nhìn của mình cơ mà quân mạc tiếu đâu có đi mất quân mạc tiếu không đi là những người còn lại của chiến đội hưng hân xuân dịch lão nói những người còn lại ừ tất cả những người còn lại của hưng hân trừ quân mạc tiếu lam hà cạn lời quân mạc tiếu giờ đang làm gì xuân dịch lão hỏi vẫn vậy đi lòng vòng gặp quỷ thì giết lam hà nói chắc chắn hắn không thể không biết hành động của đội nhà mà vẫn nhàn nhã ở đó giết quỷ. Rõ ràng trong đó có âm mưu của hắn, dòng xuân dịch lão tức hộp máu. Lam Hà ngẩn ra, từng hành động của quân mạc tiếu hôm nay vụt qua trong đầu. Cậu vẫn chưa tìm thấy trọng điểm ở đâu, rốt cuộc thành Kansas có ai nuôi quỷ không? Tìm biết bao lâu rồi? Xuân dịch lão gào lên, dĩ nhiên là có, tôi tận mắt nhìn thấy con clone đó, Lam Hà nói tới đây đột nhiên im bặt. Con clone, đó thế nào? xuân dịch lão nghe ra điều khác thường hình như tôi thấy cái tên con clone đó ở đâu rồi thì phải lam hà cố sức lục tung trí nhớ nhưng ấn tượng mạnh nhất chỉ là cả người nó te tua từ đầu đến chân cũng là điều khiến cậu quan tâm nhất lúc mới nhìn thấy vì cậu đã căn cứ vào thảm trạng te tua của con clone mà đoán nó rớt mất bao nhiêu kinh nghiệm rồi suy ra nó là cơm gạo nuôi quỷ nó tên gì xuân dịch lão hỏi đâm phát nát s tôi gặp ở đâu rồi ta lam hà khổ sở đâm phát nát s Xuân dịch lão còn ngủ ngờ hơn cả Lam Hà, nhưng bên chỗ gá có nhiều người phụ nhớ hơn, gá bèn đưa cái tên ra hỏi cả công hội. Trí tuệ quần chúng nhân dân quả nhiên bao la như biển, rất nhanh đã có người chơi tinh anh của Lam Khê Các phát hiện, thằng này hồi đó ở Lam Khê Các mình nè. Có lần cướp boss, nó với mấy đứa nữa thông đồng diệp tu chơi mình, anh quên rồi à hội trưởng, Xuân dịch lão lập tức nhớ ra. Lần đó là trận cướp boss cấp 65 thợ săn lôi phổ ở đầm lầy giang độc, Xuân Dịch Lão nhớ rõ lắm, vì ngoài vụ lừa đảo có Diệp Tu tham dự còn một tình tiết quan trọng hơn nhiều. Gã đã từng trò chuyện với nhân vật tên Ninh Phong Bố Trận, lúc ấy vẫn còn là một thành viên của Lam Khê Các. Khi vụ lừa đảo bị lật tẩy, Ninh Phong Bố Trận cũng bị Xuân Dịch Lão thẳng chân đá khỏi công hội. Mãi sau này gã mới được biết Ninh Phong Bố Trận chính là cựu đội trưởng của chiến đội Lam Vũ nhà mình, một trải nghiệm khiến nhân sinh quan sụp đổ. Sao gã có thể quên được, con clone đâm phát nát S gã không ấn tượng cho lắm nhưng cấp dưới của gã đã nhắc đến thì nghĩa là nó cũng nằm chung hội nghênh phong bố trận, nói cách khác, nó cùng một băng với Diệp Tu. Xong, chân tướng đã rõ, cái gọi là cơm nuôi quỷ vốn do hưng hân sắp đặt, chỉ số của nó vì sao mà te tua thì khỏi cần tới xuân dịch lão, Lam Hà cũng nhớ ra rồi. Sau vụ cướp boss lần đó, ba tên này bị các công hội liên thủ hội đồng. Ba tên còn ngoan cố chọc phá người ta suốt một quãng thời gian dài, mà chọc thì chọc thôi chứ đánh không lại, cuối cùng mỗi ợt rớt hết một rổ kinh nghiệm. Bây giờ một con clone tàn phế đến vậy cũng bị Diệp Tu lấy ra xài, còn xài ra được công dụng cực lớn. Sự chú ý của mọi công hội đều bị khóa vào thành Kansas. Trong lúc ấy, hầu phương của họ lại bị chiến đội hưng hân càn quét. Chiến đội đó nha, chiến đội chuyên nghiệp đó nha. Chương 1104, chiếm cứ bảng xếp hạng edit và beta, lá mùa thắc xuân dịch lão chuyển mục tiêu về group chat của mình cái group chat hội trưởng chuyên thông nhau khi có cơ hội ấy. Gá không thích nói chuyện bằng phím, nên những khi chả có gì quan trọng để hóng thì thường lờ cái group luôn. Group chat hội trưởng không biết bắt đầu từ khi nào đã im lìm. Râu lên trên xem, chỉ thấy càng lúc càng ít hội trưởng lên tiếng. Ai nấy đều giống như nhà có chuyện gấp gì đó và ngưng ngang, đề tài lúc nãy thảo luận chưa xong bị gác lại một cách đột ngột. Không phải đâu ha, diễn biến khác thường trong group khiến Xuân Dịch Lão hiểu ra rằng bị cướp con không phải nỗi đau của riêng lam khê các mình mỗi hội trưởng trong này bận gì mà bỗng nghỉ chát có phải họ đều nhận được tin boss nhà mình nuôi bị tập kích chẳng lẽ đều do hưng hân làm ra vừa nghĩ đến đây xuân dịch lão nhất thời run rẩy sao có thể biết bao nhiêu công hội đều đang tìm boss hàng xóm cứ cho là con quỷ thành kansas thu hút quan tâm hơn đi nhưng thám tử phái đến các thành khác cũng đâu có ít vì sao vì sao công hội hưng hân lại có thể hiệu suất đến vậy có thể tìm thấy con nhà người ta nhanh đến vậy, bên phía công hội Hưng Hân có tình báo gì không? Xuân Dịch Lão quay đầu hỏi một cấp dưới. Hưng Hân, tình báo, cậu cấp dưới ngỡ mặt, không có. Không có, không đủ người, ai cũng đang bận tìm quỷ ở các thành khác mà anh. Cậu cấp dưới báo cáo, Xuân Dịch Lão muốn té xỉu. Gá hiểu ra Hưng Hân làm thế nào rồi. Một cách rất đơn giản, phát một thông báo trong công hội kêu toàn bộ người chơi đang ở các thành lớn để ý xem có gặp thể loại quỷ siêu mạnh vì được cố ý nuôi ăn thế này không đơn giản đến vậy nhưng sao các công hội lớn lại không làm chỉ một chữ thôi chậm động tác của họ quá chậm từ lúc quân mạc tiếu đột nhiên nhảy vọt lên đầu bảng xếp hạng đến cánh hội trưởng đưa đẩy qua lại trên group chat đến mỗi người tự quay về nhà mình lập kế hoạch chưa kể hồi đầu còn định lén lút sợ người ta phát hiện nhưng sự thật thì sao quá dư thừa việc họ đề phòng là quá dư thừa trong tình hình này có ai không nổi lòng tà muốn cướp con nhà người ta chứ giấu diếm là mẹ gì có ý nghĩa ư rõ ràng các công hội lớn nghĩ ngợi quá nhiều vừa muốn ăn cướp vừa không dám cho quá nhiều người đi cướp ai cũng ôm tâm lý chơi một vố bất ngờ hốt nhanh gọn lẹ để người ta không kịp xây dựng hàng phòng thủ vững chắc kết quả thế nào mọi công hội đều lén lút đi trộm để rồi trộm đụng phải trộm ai cũng bị lật tẩy thậm chí đến tận lúc ấy họ vẫn chưa nghĩ thông, chưa chịu phát động cho cả công hội cùng nhau nhòm ngó. Chỉ một tin tức con quỷ thành Kansas đã khiến họ phê pha đến mức quên đời thế. Đấy, buồn cười, đúng là quá buồn cười. Xuân dịch lão thật sự đã bật cười. Ngay từ lúc cả hội còn đang ngồi trong group chat gài hàng nhau, chẳng biết Hưng Hân đã tổng động viên toàn dân từ đời kiếp nào. Nói không chừng khi đó Hưng Hân đã tra ra địa điểm nuôi quỷ ở các thành lớn hết cả rồi ấy chứ. Các công hội lớn muốn chơi bất ngờ nên hành động lén lút, công hội Hưng Hân thì lại thẳng thắn hô hào ngay trong kênh công hội. Đến cuối cùng, cuộc tổng động viên quy mô lớn của Hưng Hân trở ngược thành bí mật, chơi họ một vố không kịp trở tay. Họ muốn lén lút nên phải dùng toàn người thân tín để thực hiện kế hoạch, trong đó bao gồm các nhân vật nằm vùng. Thế là khi Hưng Hân tổng động viên, họ lại điều động spy quay về làm thám tử tạm thời, dẫn đến mù tịt về hành động ấy. Đến cùng thì cái ngu của họ đã giúp cho kế hoạch của Hưng Hân thành công một cách trùng hợp, hay Diệp Tu ngay từ ban đầu đã đoán được họ sẽ chơi ngu. Xuân Dịch lão không biết, gã chỉ biết rằng group chat đang im bặt, biết rằng điều đó có nghĩa mọi công hội đang phải trả giá lớn cho cái ngu của mình. Những đấu đá giữa các công hội từ xưa đến nay đã khiến cách suy nghĩ của họ đi vào lối mòn giống nhau như đúc. Nghĩ vậy, Xuân Dịch lão lại không khỏi bật cười lần nữa. Trong group lúc này cũng đã có hội trưởng phát hiện bầu không khí có gì đó sai sai. Từng người một nghỉ chat, rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Hưng hân, thiên nam tinh của Trung Thảo Đường chỉ nói hai chữ. Ở dưới là các emo nối đuôi nhau, hóa đá, vã mồ hôi, nổi điên, mệt tâm, mọi người sực hiểu ra, 89 chín phần mười là cả đám đều bị hưng hân chơi. Có con cá may mắn nào lọt lưới không? Chả ai buồn quan tâm. Họ thi nhau mở bảng xếp hạng ra xem bảng xếp hạng vốn luôn được kiểm tra thường xuyên, nếu có ai nhảy vọt như quân mạc tiếu chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng việc Hưng Hân đi giết quỷ nhà người ta nuôi thì không ai phát giác, vì Hưng Hân đi theo tổ đội. Một mình quân mạc tiếu giết quỷ tảo, nuốt trọn 625 điểm tương đương với giết 6 con quỷ, nên mới nhảy hạng như điên. Bây giờ Hưng Hân lập tim, quỷ giết được sẽ chia đều mỗi người, phạm vi nhảy hạng nhỏ hơn hẳn. Mức dao động đó xuất hiện khắp nơi trên bảng xếp hạng, rất khó có ai để ý, mãi cho đến khi nhân vật cả đội Hưng Hân không biết từ vị trí nào leo lên top 200, top 100, top 50, thậm chí top 30, mọi người mới ngộ ra cái sự nhảy hạng tập thể của Hưng Hân rất không bình thường. Từ đó họ mới ý thức rằng Hưng Hân không chỉ cướp con nhà mình. Như Yên Vũ Lâu là nạn nhân đầu tiên nhưng lại im im chẳng báo lên phường, cách làm này quả nhiên được đền đáp xứng đáng. Nhà mình mất trắng, nhưng nhà khác cũng trắng không kém. Mình yên vũ tỏa lâu cảm thấy thanh thản quá xá hơn nữa bị cướp sớm thì cũng ít thiệt hại hơn mà sau một loạt emo group chat hội trưởng lại tiếp tục đơ vì chả ai biết nên nói cái gì bây giờ chỉ trích diệp tu và hưng hân đùa ai cũng đang hành động như hưng hân cả khác ở chỗ hưng hân thành công còn họ thất bại chỉ trích người ta khác gì tự vỗ mặt mình cánh hội trưởng lần này không bùng nổ trong im lặng nữa mà là giải tán trong im lặng họ báo cáo tin bất hạnh lên cho chiến đội, bên chiến đội dĩ nhiên cũng không khiển trách nhiều nhặn gì. Có điều hưng hân sau đợt càn quét này đã đưa tất cả nhân vật nhà mình lên đầu bảng xếp hạng một cách ngoạn mục, đè bẹp bao nhiêu nhân vật chuyên nghiệp nổi tiếng hơn hẳn xuống dưới mông. Trên bảng xếp hạng, top 10 bị chiến đội hưng hân cướp hết năm vé, trong đó bao gồm 3 vị trí đầu. Quân Mạc Tiếu, Hại Người Không Mệt, Mộc Vũ Tranh Phong. Sau ba người này mới là giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên, khiến hắn điên tiết spam đầy group chat tuyển thủ chuyên nghiệp. Hoạt động diễn ra đến giờ đã không còn dư bao nhiêu quỷ để giết, nhiều người chạy săn khắp nơi nhưng không thấy con nào suốt từ lâu, tốc độ tăng điểm trên bảng xếp hạng cũng chậm dần. Tuy số liệu hệ thống vẫn hiển thị còn 21 con quỷ, nhưng thần chi lĩnh vực bao la đến vậy, con số 21 bé như cái kiến, đa phần người chơi không muốn lãng phí thời gian mò kim đáy bể nữa. Họ thi nhau óp hoặc quay về làm những việc mọi ngày vẫn làm trong game. Người chơi công hội hưng hân cũng tản đi như bao người khác, nhưng ekip thân tín nhất lại được triệu tập. Hết phim thân ư, Diệp Tu không cho là vậy. Hắn tin rằng các công hội khác cũng không. Càng đến lết game càng khó tìm thấy quỷ, nhưng một khi có công hội nào may mắn tìm được, nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nuôi ăn, cũng càng dễ tập trung bảo vệ. Bởi nói cho cùng, event hôm nay có thể coi là kết thúc rồi. Vì thế Diệp Tu bèn triệu tập nhóm người trung thành nhất của Hưng Hân, giao cho nhiệm vụ theo dõi điểm hồi sinh. Đúng, vẫn là điểm hồi sinh, chỉ cần có kẻ nuôi quỷ, bất kể thế nào cũng phải sử dụng điểm hồi sinh, người đó theo dõi chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đồng thời hắn cũng phát thông báo trên kênh công hội, người chơi nào đang hoạt động tự do trong game cũng nên để ý xem có quỷ hay có công hội nào hành động bất thường không. Đối với người chơi bình thường mà nói, event hôm nay đã kết thúc. Nhưng đối với các công hội lớn, event lại đang vào giai đoạn kịch liệt nhất những mục tiêu cuối cùng còn sót lại vẫn có khả năng xoay chuyển thành tích trên bảng xếp hạng. 21 em quỷ đã trở thành yếu tố quyết định thắng thua. Các công hội lớn phát huy mọi nguồn lực, hoặc tìm kiếm, hoặc theo dõi cử động. Của đối thủ cạnh tranh, điểm hồi sinh không hề là sân chơi riêng của Hưng Hân. Tay mắt khắp nơi vẫn tiếp tục công việc như cũ. Tuy nhiên, có huy động nguồn lực dữ dội bao nhiêu, họ vẫn chẳng thu hoạch được gì. 21, 20, 19 18. Số lượng quỷ càng lúc càng giảm, hiển nhiên là do người chơi vô tình gặp và giết mất. Thế là trên kênh Thế Giới xuất hiện tuyên bố từ một công hội lớn, mua tọa độ quỷ SLL, bán PM. Một nhà mua, nhà nhà thi nhau mua. Câu lạc bộ chuyên nghiệp có ai nhùn mấy kiểu treo thưởng này? Nhà nào cũng treo mua, người chơi có thể bán cho đứa mình thích, hoặc PM từng nhà hỏi giá. Còn may là các hội trưởng không ra giá công khai trên kênh Thế Giới, chứ không lại cạnh tranh nhau dập đầu mẻ chán bùng phát cuộc chiến giá cả, đến bao giờ mới có cái giá cao nhất, trong những kỳ vọng không hồi kết, cuối cùng tiếng chuông không giờ vang lên, hệ thống thông báo event bách quỷ giả hành hôm nay đã hết giờ. Còn đến 17 con quỷ nhưng tất cả đều lên trời theo tiếng chuông ấy. Từ lúc các công hội lớn bắt đầu treo mua đến nay, 17 con quỷ vẫn không bị ai phát hiện cho tới khi bị hệ thống xóa khỏi thế giới game. Thành tích trên bảng xếp hạng cũng không có thêm bất kỳ thay đổi nào quà rơi ra khi giết được quỷ chỉ là một màu của phần thưởng event, ngoài ra còn có thưởng theo xếp hạng. Có hai bảng xếp hạng, hàng ngày và chung cuộc. Bảng thứ nhất reset mỗi ngày, bảng thứ hai tích lũy điểm từ nhiều ngày cộng lại. Hết ngày đầu tiên, phần thưởng theo thứ hạng và tích điểm đã có thể được nhận. Phần thưởng này không liên quan đến ăn ở, ai xếp dưới, điểm ít thì không thể được quà ngon hơn người điểm cao xếp trên. Event là để bung lụa, khi giết quỷ đã có thu hoạch phần thưởng bảng xếp hạng cuối ngày lại càng lấp lánh, nhất là phần thưởng cho top 10 còn được hệ thống thông báo cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng để khích lệ người chơi tranh thủ tích điểm. Tên của năm nhân vật hưng hân xen lẫn giữa một loạt dạ vũ thanh phiền, nhất thương xuyên vân, đường tam đả, vương bất lưu hành và quét đất dâng hương, khỏi nói hào quang tung tóe cỡ nào. Chưa 1105, sách giáo khoa toàn diện edit và beta, lá mùa thu bảng xếp hạng nghĩa là gì? Nói đơn giản thì nó là một danh sách để hệ thống căn cứ vào đó mà trao phần thưởng từ nhiều đến ít. Những phần thưởng này đều rất ngon nên ngay cả các công hội lớn cũng không thể nào bỏ qua, ai cũng muốn tích cực tranh thủ. Ngoài ra bảng xếp hạng còn là một kiểu sâu hàng thực lực, cả thực lực cá nhân lẫn thực lực công hội. Tuy event game như bách quỷ giả hành chắc chắn sẽ tồn tại yếu tố may mắn, nhưng chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng chung cuộc với dàn top 100% nhân vật chuyên nghiệp, sẽ biết vận may chỉ có ý nghĩa quyết định trong bối cảnh thực lực ngang nhau đối mặt với thực lực mang tính áp đảo của tuyển thủ chuyên nghiệp người chơi bình thường có vận may tốt đến cách mấy cũng khó lòng nào gây uy hiếp cho hiệu suất siêu nhân của họ các công hội lớn rất chú trọng đến bảng xếp hạng bất kể là bảng xếp hạng gì kỷ lục phó bản máy chủ mới kỷ lục cao nhất phó bản cũ hay bảng xếp hạng mỗi một event game phần thường thu được từ nó là một việc họ còn muốn thông qua nó để khoe thực lực nhà mình tăng sức, ảnh hưởng cho chiến đội. Chiến đội thường phô bày sức mạnh bằng thành tích trong giải đấu chuyên nghiệp, và phát môn viên của họ trong game là công hội lại càng phải gần gũi quần chúng nhân dân hơn nữa. Công hội không sống trong một không gian tách biệt mà tồn tại ở cùng thế giới với đông đảo người chơi vinh quang. PR trong thế giới đó để tăng sức ảnh hưởng cho chiến đội là hạng mục công việc quan trọng. Và bảng xếp hạng là một trong những chiến trường chính. Trên chiến trường này của ngày đầu event bách quỷ giả hành, các công hội lớn không vui cực kỳ không vui. Đâu phải lúc nào cũng được tuyển thủ chiến đội vào game giúp sức giúp đỡ, thế mà các công hội lớn lại khiến họ phải thất vọng. Trên bảng xếp hạng cuối cùng, 27 vị trí đầu có hết 9 là của nhân vật công hội Hưng Hân, chiếm đứt 1 phần 3 số vé. Top 10 Hưng Hân ôm trọn 5 vé, chiếm 1 phần 2. Top 3 Hưng Hân hút sạch luôn, khỏi đứa nào có cửa chen vào góp vui. Hội trưởng các công hội lớn phát hiện mình chưa bao giờ được trải nghiệm chiến thắng lẫy lừng kiểu này. Trong group chat tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đang sôi nổi bàn tán kết quả cuối cùng trên bảng xếp hạng, dĩ nhiên là sau khi Hoàng Thiếu Thiên đã ngừng spam. Thành tích lấp lánh của Hưng Hân ngay cả các tuyển thủ cũng phải ngước nhìn, mà lý do dẫn đến thành tích đó, họ đều được báo lại bởi công hội nhà mình cả rồi. Group chat chuyên nghiệp chưa có mặt các cháu như Đường Nhu và Bánh Bao, người Hưng Hân đang trong group chỉ có Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Diệp Tu đương nhiên là đối tượng để quần chúng chỉ trích hăng nhất sau màn xì spam của Hoàng Thiếu Thiên, mọi người đều đồng lòng lên án Diệp Tu, nửa đùa nửa thật bảo hắn điêu hết phần thuyền. Ha ha ha, Diệp Tu cười rộ, đố kỵ cứ việc nói thẳng đê, dân tình cạn lời. Ai cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, có cần chứng minh bản thân bằng cái bảng xếp hạng này không? Có cần sâu hàng bằng thứ tự trên bảng xếp hạng này không? Phần thường nó đem đến mới là thứ đáng quan tâm, ngoài ra thì cái sự chơi event rất ư giải trí. Chỉ thế thôi mà phải đố kỵ, bớt giỡn ba đố kỵ con em anh con em anh con em anh con em anh hoàng thiếu thiên hăng tiết hỏi thăm em gái diệp tu liên tục cứ như đó là câu trả lời thông báo hệ thống giả vũ thanh phiền đã bị mót kích khỏi group chat tuyển thủ chuyên nghiệp vinh quang dân tình vã mồ hôi vài cô cậu trẻ mới gia nhập group chat càng không dám hó hé đường đường kiếm thánh kiếm thánh trên đỉnh vinh quang bẹp một cái bị kích khỏi group chat tuy vị tiền bối này ồn ào thật đấy nhưng người mới như họ có cho 10 lá gan cũng không dám đối xử với đại thần kiểu đó. Người này chính là đại thần Diệp Thu, bậc vua chúa Vinh Quang ngày xưa đấy sao? Hội tuyển thủ trẻ mới vào liên minh lần đầu tiên cảm nhận được sự lợi hại của chúa Diệp. Năm vừa rồi họ vào liên minh cũng là lúc Diệp Tu giải nghệ xuống vòng khiêu chiến lăn lộn, không rảnh ngoi lên trong group. Hôm nay chúa đã dục ngựa quay về, ra tay khắc hẳn phàm nhân, hốt đại thần Hoàng Thiếu Thiên chỉ một nút nhạc. Quá nhanh quá nguy hiểm mọi người mới lặng lẽ ngưỡng mộ đại thần Diệp Tu, lặng lẽ xót thương đại thần Hoàng Thiếu Thiên. Còn ai không phục không? Diệp Tu hô lên, ấu chỉ, thế mà có người dám phản pháo thật. Bà con dồn dập nhìn, đại mạc cô yên. Ở đây là Hàn Văn Thanh mà, một nhân vật cực ít xuất hiện trong các câu chuyện nhảm xít thường ngày của group. Chỉ có nhân vật tầm cỡ đại thần Diệp Tu mới có thể khiến ngài ngoi lên khỏi đảng xin. Hay nên nói rằng, chỉ có ngài kẻ đá lật đổ vương triều ra thế mới dám bật thẳng vào mặt diệp tu không có tiền bối tận tâm truyền thụ kiến thức cho người mới hàn văn thanh dám bật ngược diệp tu nguyên nhân là vì anh ta cũng là mót các mót không làm gì được nhau nên cũng không sợ nhau chân tướng sự thật có đôi khi bình thường thế đấy nhạt nhẽo thế đấy vậy s của group này đâu à có người mới lại tò mò hỏi to bự hơn cả mốt chỉ có thể là s s từ khi em vào group này có bao giờ gặp s chưa chưa à S là một tuyển thủ đá giải nghệ từ lâu rồi, không còn trong giới nữa, chỉ để lại cái group này cho chúng ta thôi. Chắc chắn S cũng là một người siêu im ba, người mới là những cháu luôn biết mơ mộng. Khô khô, ừ cũng tạm tạm, các tiền bối chỉ đành ú ớ, vì vị tiền bối đã tạo group. Nếu đặt vào thời bây giờ cũng không thể nói là im ba. Dĩ nhiên một người có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong vô số người chơi vinh quang, nói theo góc độ nào đó cũng coi như một người im ba nhưng xét giữa các tuyển thủ với nhau thì hắn chỉ là một nhân vật rất rất bình thường. Lập group thôi mà, ai quy định phải có thành tích ghê gớm mới lập được. Một lần nữa, chân tướng lại vẫn nhạt nhẽo đến đáng thất vọng. Diệp Tu, má anh, đúng lúc này Hoàng Thiếu Thiên đã xông vào group trở lại, phát biểu câu đầu tiên vẫn là quát tháo Diệp Tu. Tinh thần bất khuất không sợ cường quyền của hắn khiến cho hội người mới vì thế mà chấn động tâm can. Hôm nay tạm tha chú em một mạng. Diệp Tu trả lời một cách hờ hứng, sau đó mặc kệ Hoàng Thiếu Thiên hò hét thế nào cũng không ngoi lên nữa, xem ra đã tắt thông báo group chat hoặc off mẹ nó rồi. Còn trong group, mọi người rất khó khăn mới chờ được Hoàng Thiếu Thiên hò hét xong. Có một khoảnh khắc nhỏ nhoi người ta đã nghĩ, thật ra kích Hoàng Thiếu Thiên cũng hơi bị tốt, sao ép vào nữa chi vậy, đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ thầm lặng của quần chúng nhân dân, chứ kích ai ép ai là chiến trường của mốt, nói vậy, hóa ra đây cũng gọi là thần tiên đánh nhau còn những kẻ không phải mót như họ, dù tên tuổi địa vị có cao đến cỡ nào trong nghề, trong group này cũng chỉ là một em tiểu quỷ thôi hà. Đến khi group chat yên ắng lại, mọi người rốt cuộc mới có thể thảo luận chuyện nghiêm túc. Như chiến thắng trọn vẹn của Hưng Hân trong event hôm nay, đám tuyển thủ tuy đùa giỡn thế thôi chứ thực tế thì trong lòng khá bất ngờ. Họ cũng tham gia event, cũng có thể chỉ huy công hội làm việc, nhưng sao họ không làm được như Diệp Tu, tên này thật là có tuyển thủ muốn phát biểu cái nhìn nhưng lại không tìm ra từ để miêu tả. Sách giáo khoa vinh quang, cuối cùng, Tiêu Thời Khâm là người nhắc đến biệt danh xưa nay của Diệp Tu, còn tăng thêm level cho nó, đúng là một quyển sách giáo khoa toàn diện. Tiêu Thời Khâm, ông đã từng đánh trực tiếp với Hưng Hân, rốt cuộc chiến đội nhà họ thế nào? Ai đó hỏi, mấy ông thấy thế nào? Tiêu Thời Khâm hỏi ngược, tuy hội tuyển thủ chuyên nghiệp chưa từng đối đầu trực diện với Hưng Hân, nhưng hắn tin chắc bọn họ đều phải để mắt đến tuyển thủ Hưng Hân ít nhiều. Hưng Hân đang hót vãi ra mà, trong đội nhà họ có vài tuyển thủ xác thực rất có trình, Lâm Kính Ngôn nói. Đường Nhu, ai đó lên tiếng, thì trong Hưng Hân, Đường Nhu là người bắt mắt nhất chỉ sau Diệp Tu, không phải sao, ê ẻm đẹp lắm đó, đẹp lắm, lần trước báo thể thao điện tử có đăng tấm hình, tôi suýt nữa yêu luôn. Có người chat lên một emo chảy rãi cực kỳ bị ổi thấy ông yêu luôn rồi chứ suýt mẹ gì, mà phải nói hưng hân. Có nhiều em đẹp vãi, đó đó, hên vãi, hai em gái mới vào yên vũ cũng ngon nè, hai chị em đúng hơn. Thêm chục emo chảy dãi nữa, mấy ông bỉ bựa đủ chưa? Cuối cùng có một emo lật bàn sở vân tú của chiến đội yên vũ xuất hiện. Group chat im bặt, trong mắt fan, họ là pro Gamer, là Gosu, cao quý ngầu lòi bá đạo, không gì không làm được. Nhưng trên thực tế, Họ chỉ là một nhóm người bình thường, chơi vinh quang xuất sắc hơn người ta mà thôi. Họ cũng có những suy nghĩ và ý tưởng bình thường như bao kẻ khác, có tốt, có xấu, có cao sang, có bỉ bựa, chưa kể đây lại là một thế giới chủ yếu toàn trai, nên khi một nữ tuyển thủ xinh xắn được nhắc đến, khó tránh sẽ có những đề tài lan man. May mà sở vân tú kịp thời nhảy ra dập tắt sự bỉ bựa của đám đàn ông này. Khổ, Đường Nhu là một tuyển thủ rất xuất sắc hình như có nhiều chiến đội có hứng thú với ẻm lắm thế nhưng hưng hân vẫn giữ được ẻm mọi người vội quay về đề tài chính cô gái đó rất kỳ lạ không biết ẻm muốn cái gì vương kiệt hy nói anh đã từng đưa ra lời mời với đường nhu cũng là người đầu tiên bị cô nàng cho ngỡ ngàng vinh dự địa vị tiền tài anh nhìn không ra rốt cuộc cái gì mới đánh động được cô tuyển thủ chuyên nghiệp nào vào nghề mà chẳng ngoài ba thứ trên vương kiệt hy vừa mở miệng Lý Hiên của chiến đội hư không lại tiếp lời, cậu nhóc trận quỷ của Hưng Hân cũng được lắm. Không phải hồi trước ở vi thảo mấy ông hở, sao thả chạy mất rồi, mấy ông có hứng thú với cậu ta? Vương Kiệt Hy không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, vì anh biết Lý Hiên cũng không phải thắc mắc thật mà chỉ thuận miệng nhận xét thôi. Mỗi một đợt chuyển nhượng đều xuất hiện tuyển thủ ưu tú, thậm chí đại thần cũng có thể chuyển nhượng, cho nên ưu tú không phải điều kiện tuyệt đối để một tuyển thủ được một chiến đội giữ lại. Tụi tôi, trước mắt chưa đâu." Lý Hiên lắc đầu. Hư Không Song Quỷ đều đang trên đỉnh cao phong độ, chưa đến lúc cần về hưu, thêm một trận quỷ vào đội là điều không cần thiết. Nhưng Lý Hiên lại dùng từ "trước mắt", có phải ám chỉ Hư Không có kế hoạch khác? Không ai chú ý đến cậu lưu manh của Hưng hơn à? Giang Ba Đào của Luân Hồi bỗng chen vào một câu, sinh hoạt trong group chat không như đánh giải, khi đánh giải mọi người chẳng cần nể mặt nể mũi gì nhau, ra sức đập nhau chết sống là được. Nhưng giao lưu trong group chat thì phải tính đến tình cảm, hội người mới thường kiệm lời, hội tuyển thủ cũ quen nhau lâu, thân nhau hơn nên nói nhiều là chuyện dễ hiểu. Vì vậy hội tuyển thủ cũ hoạt động hăng hơn trong group, còn hội người mới dù có là đại thần cũng khó giao lưu khi xung quanh toàn người lạ thế này. Tuy nhiên Giang Ba đào lại, là ngoại lệ, hắn không phải một tuyển thủ quá cũ nhưng đã hòa nhập vào hội lão làng từ sớm, tân cổ giao duyên, nhạc gì cũng nhảy. À tên nhóc đó, cậu cũng để ý à? Thấy thế nào? Lâm Kính Ngôn nói, em không biết nữa, nhìn không thấu. Giang Ba Đảo nói. Pro Gamer bằng Pro Gamer bằng tuyển thủ chuyên nghiệp Gosu bằng Gosu bằng Pro Gamer đều là cách gọi yêu của game thủ Việt. Chương 1106, chứng màu trong Eventedit và Beta, lá mùa thu thực lực của bánh bao không đến nỗi bị hội đại thần khinh khi, nhưng nếu nghiên cứu kỹ lưỡng thì ai cũng đồng ý với Giang Ba Đảo, không nhìn thấu. Trình hơi bị vững, đầu hơi bị tửng là tuyển thủ lưu manh có kinh nghiệm nhất lâm kính ngôn bình luận đó chính là chỗ khó nhìn thấu đó giang ba đào than thở nói như trương tân kiệt kiểu tuyển thủ thích gì làm nấy lâm kính ngôn bảo nghe giống cách ổng hay nói thật lý hiên cười trương tân kiệt nổi danh nghiêm ngặt và tuân thủ quy tắc thích gì làm nấy là kẻ địch lớn nhất của hắn chính xác đúng là thích gì làm nấy hành động của cô ấy rất khó đoán cứ như không biết vận dụng kinh nghiệm mà chỉ đánh bằng giác quan thứ sáu trời sinh thôi, Giang Ba Đào nói. Kiểu người chuyên phá hoại cán cân thắng thua, Vương Kiệt Hy nói. Trước đây từng có tuyển thủ nào giống vậy không? Giang Ba Đào hỏi, nhìn phía trên chú em, Lâm Kính ngôn cười. Ảc, à, ma thuật sư đâu có đánh bậy đánh bạ như cô ấy, Giang Ba Đào nói. Có phải vì giác quan thứ sáu của ma thuật sư chuẩn hơn cậu ta? Lâm Kính Ngôn nói, hợp lý, Giang Ba Đào emo cúng bái vấn đề là bây giờ cậu còn thứ giác quan đó không Vương Kiệt Hy Lâm kính ngôn hỏi anh muốn thử Vương Kiệt Hy nói ha ha không dám Lâm kính ngôn cười cu bánh bao xâm lấn này tương lai sẽ ra sao nhỉ Giang ba đào lại chat lên một emo suy ngẫm Vương Kiệt Hy phải sửa đổi phong cách mới đưa được vi thảo đến với quán quân bánh bao nào có tài hoa bằng Vương Kiệt Hy đấu pháp mình thích thì mình làm hoi của cậu ta liệu có thể duy trì mãi không quả là một câu hỏi lớn không lời đáp Group chat tuyển thủ yên lặng hẳn, chẳng biết mọi người đang nghĩ những gì. Cũng có lẽ là khuya rồi, đang nghĩ nên ngủ ngồi hay ngủ đứng, ngày thứ nhất của event bách quỷ giả hành kết thúc. Hôm sau vào cùng thời gian, quỷ lại tiếp tục spawn. Tuy vậy, người chơi nào hơi tinh một chút sẽ phát hiện ra số lượng quỷ hôm nay nhiều hơn ngày đầu một tí. Giết giết giết, có kinh nghiệm ngày đầu, giờ mọi người đã không còn hoàng vía khi đối mặt với thể loại quỷ có level thế này nữa. Tuy sức tấn công của quỷ rất mạnh nhưng lại tồn tại nhược điểm trên phương diện phòng thủ. Ngay cả khi tìm không ra nhược điểm, mọi người lập biệt đội hiếp dâm là xong. Các công hội lớn thì hết e ấp hay bí mật như hôm qua rồi. Khi Yvim vừa bắt đầu, họ lập tức phát thông báo trên kênh công hội, muốn mọi thành viên phải để mắt xem có nhà nào nuôi quỷ hay không. Trong tình hình toàn dân ra trận thế này, nuôi quỷ làm sao còn hơi được nữa. Cuối cùng các công hội dứt khoát nghỉ khỏe, vì vậy những kế hoạch chiến lược đối phó nhau cũng nghỉ luôn. Bảng xếp hạng dao động rất thấp chứ không. Còn lên xuống như Bitcoin, thành tích của các hạng gần nhau đều sàn sàn, và dĩ nhiên dẫn đầu vẫn là nhân vật của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Thứ hạng cuối ngày rất khó đoán trước, chỉ xem ai may mắn gặp quỷ nhiều hơn thì lên ngồi cao hơn thôi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, event diễn ra một cách đều đều như thế pha dẫn trước ngoạn mục của các nhân vật trong hưng hân không đem đến bất kỳ cơ sở vững chắc nào cho họ trên bảng tổng kết chung cuộc. Thứ hạng của họ có hơi trượt xuống vì dù sao thì đây cũng là câu chuyện của vận may, mà vận may là cái rất khó nắm bắt. Hội trưởng các công hội lớn giờ mới có giây phút thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua họ cứ nơm nớp lo diệp tu sẽ lại dở thủ đoạn dâm đáng nào đó để chơi mình. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua mà bên diệp tu vẫn yên ắng, họ coi như thả lỏng được chút nhìn thứ hạng của quân Mạc Tiếu từ đứng đầu bảng tổng kết event trượt xuống hạng 7, trong lòng các hội trưởng sướng dơn, chỉ có điều vị trí đầu bảng vẫn khiến họ sướng không nổi. Hại người không mệt, nữ thần may mắn xem ra đã phù hộ cho Mạc Phạm trong mấy ngày diễn ra event. Cậu ta bỏ xa người hạng hai cả khúc, mà giờ event chỉ còn hai ngày, trừ phi chỉ số ăn ở của ai đó đột nhiên bùng nổ, không thì vé đầu bảng tổng sắp chung cuộc chắc chắn thuộc về hưng hân các hội trưởng ra sức động não nghĩ cách giúp tuyển thủ nhà mình, nhưng sự êm đềm trong mấy ngày qua làm họ phát hiện, nếu duy trì trạng thái hòa bình thế này thì hình như cũng đâu cần sợ Diệp Tu cho lắm. Ngược lại, những lúc họ định kiếm cho mèo làm, chỉ cần đụng tới Diệp Tu là thua sạc gạch. Hay thôi mình đặt cược vào ăn ở hai ngày cuối cùng đi. Lỡ chơi ngu không thành còn bị Diệp Tu lợi dụng, đẩy toàn bộ nhân vật hưng hân lên top 10 rồi sao, thận trọng vẫn hơn, nghĩ vậy, các công hội lớn quyết định lót dép ngồi yên. Event đến ngày thứ sáu, vị thế của hại người không mệt quả nhiên không thể lay động, nhưng bù lại Diệp Tu thì xui tận mạng. Quân Mạc Tiếu bị sút hẳn khỏi top 10, các công hội lớn nhìn vào đều hả hê. Quân Mạc Tiếu là người cuối cùng của Hưng Hân vang khỏi top 10 bảng xếp hạng. Cả Hưng Hân chỉ còn sót lại một mình hại người không mệt, chiếm đúng vé đầu bảng. Thế rồi event diễn ra vào ngày thứ sáu này bất ngờ lập kỷ lục, lần đầu tiên số lượng quỷ spawn ra bị săn giết hết và kỷ lục bất ngờ này đã kích hoạt một quả trứng màu được giấu kỹ suốt thời gian qua. Khi quỷ chết sạch, hệ thống không thông báo event hôm nay kết thúc mà thay vào đó là một dòng chữ, trong quá trình thanh trừng bách quỷ, xào huyệt bách quỷ đã bị năm chiến sĩ anh dũng phát hiện. Năm vị anh hùng đó là quét đất dâng hương, bách hoa liễu loạn, hại người. Không mệt, giấu đầu lòi đuôi, khiếu lăng hỏa. Mọi người nhìn vào thấy rõ năm cái tên này không phải được chọn ngẫu nhiên, mà chính là top 5 bảng xếp hạng hôm nay. Kế đó hệ thống lại thông báo, 5 vị dũng sĩ kể trên, mỗi người có thể tự lập một đội 5 người xông vào xào huyệt bách quỷ tìm kiếm quỷ vương. Đội nào giết chết quỷ vương sẽ nhận được phần thưởng trang bị và vật liệu tự chọn. Thông báo vừa nhảy ra, các chiến đội không chen vào được top 5 hôm nay đều nhức nhối. Thường tự chọn kìa má, còn gì hơn thế, chiến đội nào cũng có chỉ tiêu săn đồ rõ rệt, còn gì hơn được chọn những món mình cần kiếp nhất. Thế nhưng bây giờ chỉ có 5 nhân vật nắm trong tay tấm vé vào ổ quỷ, đồng nghĩa chỉ có 5 chiến đội tương ứng có cơ hội giành giật phần thưởng tự chọn. Quét đất dâng hương chiến đội Hoàng Phong, bách hoa liễu loạn chiến đội Bá Đồ, hại người không mệt chiến đội Hưng Hân, giấu đầu lòi đuôi chiến đội Yên Vũ, khiếu lăng hỏa chiến đội Hô Khiếu. Mỗi nhân vật có thể lập một đội 5 người, cũng tức là đội hình tiêu chuẩn thường thấy khi đánh giải. Họ sẽ tranh đua với nhau ở một nơi gọi là xào huyệt bách quỷ rất có khả năng là một phó bản. Các cháu không được vào ổ quỷ ra sức mắng chửi, các cháu có vé đi chơi ngôi nhà ma thì bắt đầu tập hợp anh em. Khi hệ thống gọi lên 5 cái tên, trong túi trang bị của họ đều tự động xuất hiện một cuộn giấy dịch chuyển đến xào huyệt bách quỷ, nếu không sử dụng trong vòng 10 phút sẽ biến mất. Vì thế họ phải hoàn thành việc kêu gọi đồng bọn trong thời gian quy định. Đối với một chiến đội chuyên nghiệp, chuyện này đơn giản như đan rổ. Kêu đúng đội hình 5 người chủ lực là xong. Nhưng không phải tình hình của ai cũng mượt, ví dụ như giấu đầu lòi đuôi chẳng hạn. Người cầm giấu đầu lòi đuôi là Lỗ Dịch Ninh, một tuyển thủ luân phiên của chiến đội Yên Vũ, đang phải đối mặt với xác suất sách vali đổi chỗ ngủ rất lớn sau khi Yên Vũ ký hợp đồng với hai chị em chơi cùng nghề thiện xạ với cậu ta. Gặp tình huống này, tuyển thủ thường sẽ không muốn hy sinh thời gian nghỉ hè để giúp tăng sức mạnh cho một nhân vật có thể mùa giải sau chẳng còn thuộc về mình nữa. Chỉ có điều mỗi người nhìn nhận vấn đề mỗi cách khác nhau. Khi Lỗ Dịch Ninh biết mình khả năng cao sẽ bị chuyển nhượng, cậu ta lại tích cực tham dự những hoạt động trong game hơn hẳn, hy vọng tranh thủ tình cảm của ông chủ câu lạc bộ, tranh thủ cơ hội cho tương lai bằng thái độ chuyên nghiệp và tích cực của mình. Giết quỷ không phải vấn đề với các tuyển thủ chuyên nghiệp nên hiệu suất của họ khá tương đương nhau. Hôm nay vận may của Lỗ Dịch Ninh rất tốt, leo lên được vị trí thứ Từ trên bảng xếp hạng, bất ngờ giúp chiến đội Yên Vũ chộp được một vé vào ổ quỷ. Nghĩ đến chiến đội sắp vứt bỏ mình, lỗ dịch ninh ngứa tay muốn đeo luôn cái cuộn giấy dịch chuyển trong ô trang bị dễ sợ. May mà cậu ta vẫn còn lý trí nghĩ đến hậu quả nên chỉ đành chấn chỉnh tinh thần, tập hợp mọi người. Một cháu khác cũng không mượt trong quá trình lập đội là hại người không mệt. Hệ thống thông báo rất rõ việc event hôm nay có chứng màu, nhưng vé tham gia có thời hạn sử dụng 10 phút thì chỉ mỗi mình Mạc Phàm biết. Cậu ta ngồi chờ đám diệp tu gọi mình vào đội, Tuy nhiên mọi người lại chẳng ý thức được vấn đề 10 phút này nên cứ nhơn nhơn ai làm việc nấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mà phàm nghĩa tới nghĩa lui khắp phòng, hy vọng có ai đó chú ý đến mình, nhưng không, trong game cũng chẳng người nào PM cậu. Còn 9 phút, 8 phút, 7 phút, 2 phút, Mạc Phàm gấp đến mức đứng phát dậy, mọi người mới hết hồn quay qua nhìn. Còn 2 phút, cậu nói, hở, dân tình chả hiểu gì cả. Mạc Phàm nhìn vào con trỏ chuộn vẫn để ở cuộn giấy dịch chuyển nãy giờ, con số biểu thị đã không còn là 2 phút nữa rồi. 1 phút 45 giây, lập đội đi xào huyệt bách quỷ, Mạc Phàm nói, à ờ ha, để nghĩ coi kêu ai đi ta, Diệp Tu rẻ giả liếc trái liếc phải. Nhanh lên, 1 phút rưỡi, Mạc Phàm nói, có thời hạn, đẹp, sao đợi còn 1 phút rưỡi mới chịu nói, Diệp Tu giờ mới hiểu ra, gấp xoắn mông, tiểu đường, bánh bao, mộc chanh, xuất phát, Mạc Phàm vảnh tai nghe những cái tên Diệp Tu điểm danh, nhanh chóng gửi lời mời tổ đội. Nào ngờ mở lên mới phát hiện cậu chẳng hề thêm bạn mấy nhân vật này. Mồ hôi trên chán Mạc Phàm đổ rào rào, bùng nổ tốc độ tay thêm bạn từng người. Diệp Tu bên kia cứ dục, mau mau mau, cậu suýt đánh sai cả chữ. Mục Vũ tranh phong, đặt tên gì quái thế nhỉ, giờ phút này rồi, Mạc Phàm vẫn còn tâm trí đánh giá người ta. Cuối cùng khi cuộn giấy chỉ còn 10 giây, đội năm người hưng hân mới lập xong mạc phàm nửa giây cũng không dám chậm thêm vội click vào sử dụng đội hình hưng hân vào đến xào huyệt bách quỷ trong tình trạng luống cuống như chạy giặc giữ phòng bị đây là câu đầu tiên của diệp tu sau khi dịch chuyển vào ổ quỷ phần thưởng chỉ có một đội được nhận nhưng tranh nhau thế nào thì hệ thống không nói rõ mỗi đội vào đánh phó bản riêng rồi so tốc độ phá đảo hay thả hết cả năm nhà vào một bản đồ cho vừa phải đối phó quỷ vương vừa phải đấu đá lẫn nhau Trước mắt chưa biết ra sao, Diệp Tu rõ ràng đang nhắc nhở nhà mình đề phòng trường hợp thứ hai. Sau đó hắn quét góc nhìn một vòng lớn, bắt đầu quan sát xào huyệt bách quỷ. Chương 1107, xào huyệt bách quỷ sao chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit và Beta, lá mùa thu, tạm thời đừng lên tiếng, Diệp Tu chat trên kênh đội ngũ. Hiện giờ không chỉ cần nhìn ngó mà còn phải lắng nghe xem có động tĩnh nào đến từ các chiến đội khác không. Thế nên mọi người giữ im lặng, nhất thời bầu không khí xung quanh im phăng phắc. Xào huyệt bách quỷ là một cái hầm dưới lòng đất, hội người mù nếu vào ở sẽ không sợ chói mắt vì mặt trời. Diệp tu tia thật kỹ khắp bốn phía cũng không phát hiện ra gì, nhưng hắn không dám lơ là, vẫn tiếp tục nói trên kênh đội ngũ, tạm thời mình trao đổi bằng cách chat. Vâng, mọi người trả lời. Hai hướng, đi bên nào đây à? Không chỉ riêng mình Diệp Tu, những người còn lại cũng đang quan sát. Tô Mộc Tranh thấy vị trí spawn ra là giữa đường, có thể rẽ trái hoặc phải, bèn hỏi: "Chưa biết tình hình thế nào, cũng chả có gợi ý từ hệ thống nên trái hay phải không khác nhau cho lắm. Chọn đại đi." Diệp Tu nói, Quân Mạc Tiếu dẫn đầu rẽ trái, liệu sẽ gặp quái nhỏ không nhỉ? Đường Nhu hỏi: "Chưa có gì rõ cả, mọi người đều phải cẩn thận." Diệp Tu nói, trong lúc trao đổi, năm nhân vật đã đi được một đoạn. Tiếng gì vậy? Diệp Tu bỗng nhạy bén phát hiện. Mọi người nín thở lắng nghe. Đúng là có tiếng gì đó. ầm ầm ầm, càng lúc càng gần, dần dần ngay cả góc nhìn cũng bắt đầu rung lên như mặt đất đang chấn động. Và rồi họ nhìn thấy nơi cuối đường hầm có một bóng đen to tròn đang không ngừng lăn tới. Nó cứ lăn, cứ lăn lăn lăn, cho đến khi thấy rõ mặt mũi. Chơi trò cũ dích thế này, Diệp Tu gào lên, chạy mau, Tô Mộc Tranh nói, cùng lúc đó đá phi pháo bay ra sau. Bốn người còn lại phắn gấp như thỏ quay về lối cũ. Sau lưng họ là một khối đá khổng lồ đuổi theo sát đít, to đến mức muốn lấp kín cả đường hầm. Best, vấn đề nên đi hướng nào đã không còn là vấn đề. Năm người té về vị trí spawn và chạy theo hướng bên phải, tuy nhiên khối đá khổng lồ kia không hề bỏ cuộc, đã vậy còn được mẹ ruột là hệ thống chỉ đường, nó tiếp tục lăn vào đường hầm bên phải luôn. Chú ý tiết tấu, Diệp Tu nhắc nhở đồng đội, khối đá này quyết tâm giữ quá, đách biết chạy đến khi nào mới thoát khỏi nó nữa, thế là cả hội cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi. Đá cứ lăn và đoàn người cứ chạy, chưa thấy dấu hiệu nào để rời xa nhau. Phía trước cũng không có bóng dáng bất kỳ ai, chỉ là một đường hầm thăm thẳm. Có tiếng gì nữa đấy? Tô Mộc Tranh lại nghe thấy động tĩnh mới, tiếng vọng thôi, Diệp Tu đoán, không, ở đằng trước hình như cũng giống vậy luôn, Đường Nhu nói nhận biết âm thanh vẫn là nghề của cô. Không phải chứ, mắc dại thế, năm người đều trợn mắt, mới đặt chân đến xào huyệt bách quỷ, chưa kịp ho he được gì đã bị hai cục đá ủi thành dưa hấu dập, Sida vừa thôi, nghĩ đến đó, cả năm người hết muốn chạy tiếp. Nhưng khi dừng lại, họ lập tức nghe thấy rất rõ tiếng bước chân ai đó đang ra sức chạy trong tiếng đá lăn phía trước. Yo, cũng có người xui như mình kìa, Diệp Tu nói, biết đâu chừng sẽ có lối thoát, mình cứ chạy tiếp đi. Tô Mộc Tranh nói, năm người lại cất bước vội vã, cuối cùng họ lờ mờ thấy một khối đá lớn lăn sồng sộc đến mình, phía trước nó là năm bóng người đang cắm đầu chạy giống họ, vắt giò lên cổ hệt như logo hãng phim hoạt hình nào đó. Bên kia có lẽ cũng đã sớm phát hiện ra hưng hân từ tiếng bước chân, nhưng họ không hề có ý định đứng lại chào hỏi, bởi khối đá đang đuổi theo sau lưng quan trọng hơn hưng hân nhiều, chỉ cần ngập ngừng một giây thôi cũng đủ để SML. Ế, ra là mấy ông bạn già, càng lúc càng gần nhau, Diệp Tu hô lên. Năm người nó đúng là đội hình chủ lực chiến đội bá đồ với đủ mặt bốn vị đại thần. Bên ông không có đường thoát, ai đó bên bá đồ cất giọng hỏi. Có chết liền, Diệp Tu trả lời. Chẳng lẽ hệ thống còn mắc dại hơn cả ông? Trương Giai Lạc kinh ngạc. Ngay vào lúc này, hai đội cùng phát hiện thấy một con đường sống, vách đá bên hông bọn họ hình như có chỗ lõm vào. Có phải lối thoát không? Đách biết, nhưng nó là lựa chọn duy nhất trước mắt rồi. Nếu còn trần chờ nữa sẽ bị hai khối đá kẹp cho dập trứng. Quân Mạc Tiếu xài một bước lớn, làm người đầu tiên xông vào cái nơi có thể ẩn thân kia. Bách hoa liễu loạn của Trương Giai Lạc là người thứ hai lao vào, cái đó lập tức giơ súng lên nhắm quân Mạc Tiếu. Hắn không bắn, chỉ cảnh giác quan sát cử động của quân Mạc Tiếu. Theo sau họ, từng nhân vật của hai chiến đội cũng nhảy vào chung. Chỗ này căn bản không phải lối thoát gì cả, chỉ là một cái hốc, Bây giờ nhét tận 10 người nên chen chúc như hộp cá mòi. Trương Giai Lạc ông căng thẳng quá chi vậy? Mắc chứng sợ không gian hẹp à? Diệp Tu bắt đầu trâu cái mốt rè chừng của Trương Giai Lạc. Trương Giai Lạc không những không lơi lỏng mà cả Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn và Trương Tân Kiệt đều tập trung chú ý vào quân mạc tiếu của Diệp Tu. Nhanh chân nhỉ, người thứ nhỉ chui vào đây nhỉ. Diệp Tu lại nhìn Trương Giai Lạc. Cái gì thứ nhỉ? Nghe vào tai Trương Giai Lạc chói quá cỡ hắn có đủ mọi lý do để tin rằng đây là cố ý, vì Diệp Tu đã nói tiếp, ông xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng mà được cuộn giấy dịch chuyển thế, bảng xếp hạng event hôm nay, Trương Giai Lạc đứng thứ nhì. Con em ông, Trương Giai Lạc lại mắng, súng của Bách Hoa Liễu loạn rốt cuộc buông xuống, không phải vì... Cái sự trâu của Diệp Tu khiến hắn mất cảnh giác mà là lúc này một tiếng ầm cực lớn đã vang lên, hai khối đá khổng lồ cuối cùng va nhau ngay trước hốc tường. Hai chiến đội với 10 nhân, Thế là bị nhốt trong một hốc đá chỉ to bằng cái thang máy. Giờ sao đây? Trương Giai Lạc ngơ ngác. Hẳn phải có lối ra. Trương Tân Kiệt nói. Lối ra ở đâu? Chỗ này nhỏ xíu. Quay tới quay lui còn sợ vũ khí của tôi quẹt chúng mấy ông. Diệp Tu nói. Ông đừng lộn xộn. Đứng yên coi. Súng của bách hoa liễu loạn lại lập tức dơ lên. Đù má. Ông láo vừa thôi. Tưởng mình ông có súng hả? Ô thiên cơ của quân mạc tiếu cũng lắp thành súng dơ lên. Một vũ tranh phong đứng kế bên còn đặc biệt phối hợp theo trọng pháo của cô nhìn oai gấp bao nhiêu lần khẩu súng bé tẹo của bách hoa liễu loạn có cảm giác uy hiếp hơn hẳn mọi người xem thử vách tường xung quanh mình có gì đặc biệt không trương tân kiệt làm lơ ba đứa đang chơi trò mèo thế là trương giai lạc cũng chuyển góc nhìn kiểm tra xung quanh đoạn súng vang quân mạc tiếu bất ngờ nổ súng ê xin lỗi xin lỗi cướp cò cướp cò giọng diệp tu gần như vang lên cùng lúc trong game làm gì có cướp cỏ. Trương Giai Nhạc giận, rất là giận. Bách Hoa liễu loạn móc phát lựu đạn ra luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, cái này không cướp cò được đâu. Diệp Tu vội vàng khuyên. Hình như ở đây có cái gì nè, giọng lâm kính ngôn rốt cuộc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ý, đồ bỏ, lâm kính ngôn nói. Sao biết, Diệp Tu hỏi, tại tôi cho nó nát mất rồi. Lãnh ám lôi nhổ móng vuốt của mình khỏi vách đá. Vũ khí của lưu manh là móng vuốt mà, vuốt một phát vỡ mẹ nó cái thứ mới phát hiện, đã vậy còn cắm vào tường nữa, xem ra trong này không có gì đặc biệt cả, Tô Mộc Tranh nói. Mọi người tái tê trong tĩnh lặng, không có gì đặc biệt thế mình phải chôn chân ở đây luôn à, đập hai khối đá này thử xem, đội trưởng Hàn Văn Thanh của bá đồ phát biểu cách nhìn. Bá đạo, dụp tu đội lên đầu một emo lai mạnh. Quyền sung kích, Hàn Văn Thanh thuộc trường phái hành động vừa nói xong thì đài mạc cô yên của anh đã đấm một quyền thẳng đến khối đá khổng lồ chắn lối đi bên trái muốn khối đá chịu lực tác động mà lăn ngược về một ít một quyền đấm vào khối đá không chút lay chuyển đấm vỡ ý chí của hàn văn thanh cũng không lay chuyển đài mạc cô yên tiếp nối bằng một hít khác nối liền nhưng khối đá vẫn sừng sững bất động bá hoàng quyền một chiêu tấn công có thể gồng sức của nhà quyền pháp chiêu này trông có vẻ giống một cú đấm thẳng bình thường nhưng nếu cho rằng uy lực của nó cũng chỉ thế thôi thì sai quá sai. Bá Hoàng Quyền đấm ra, ngay vào lúc đó một bóng người phóng đến sát bên Đại Mạc Cô Yên. Quân Mạc Tiếu với Lạc Hoa Trưởng, đá gồng sẵn, vỗ vào khối đá cùng lúc với Bá Hoàng Quyền. Khối đá rốt cuộc hơi hơi chuyển động, có dấu hiệu muốn chia tay với tình yêu bên phải. Nhưng vẫn chưa đủ, Đại Mạc Cô Yên song quyền nắm chặt, cả người rung lên. Steel Bắp hàng hiệu cấp 75 của nhà quyền Pháp thốn kình, rút ngắn khoảng cách phát lực, tăng tốc độ đấm. Dưới trạng thái này, Đại Mạc Cô Yên đánh ra một liên kích siêu mãnh của nhà quyền Pháp, Đại Chiêu Mãnh Hổ Loạn Vũ. Chỉ trong nháy mắt, bóng quyền cước lóe lên liên tục, âm thanh đấm vào khối đá vang lên ầm ầm không ngừng. Khối đá càng lúc càng lay mạnh, thậm chí có dấu hiệu muốn vỡ ra. Tiểu đường, Diệp Tu kêu lên, đến ngay, đường nhu ứng lời, chiến mâu của Hàn Yên nhu dương lên, phục long tường thiên, Phục Long Tường Thiên của Pháp Sư chiến đấu có hiệu ứng đẩy rất mạnh, giờ còn được Hàn Yên Nhu sử dụng ở khoảng cách cực gần. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không có mấy đại chiêu kiểu Hàn Văn Thanh và Đường Nhu để chơi nên chỉ có thể tiếp tục gồng lạc hoa trường để tăng lực đẩy. Phục Long Tường Thiên đánh vào, khối đá không những không lăn mà Hàn Yên Nhu còn bị đẩy lùi ra sau. Thạch bất chuyển của Trương Tân Kiệt đã xuất hiện sau lưng cô từ khi nào? Lãnh ám lôi, bách hoa liễu loạn, mộc vũ tranh phong mọi nhân vật đều nhào lên cho Hàn Yên Nhu mượn lực. Âm, khối đá cuối cùng đã chuyển động, nó lộn hẳn đầu về hướng ngược lại, tách ra một khe hở đủ cho người qua. Ai thở phào, đi cả lít máu, lâm kính ngôn nhìn nhân vật của mình. Vừa rồi họ dũng mãnh lao vào làm đệm thịt cho Hàn Yên Nhu, đều chịu không ít thương tích. Trương Tân Kiệt cho anh mấy phát hồi máu, nhìn qua hưng hân, đách có trị liệu nhân vật của diệp tu và hàn văn thanh đã bước ra ngoài khe hở giữa hai khối đá quan sát tình hình mình cứ đẩy tiếp thế này à có người hỏi phía trên có cái lỗ xem thử chui qua được không diệp tu nhìn ngó một hồi mới nói hai khối đá không lấp kín chiều cao đường hầm có dư không gian chúng nó mới lăn mãi được phía trên đặc biệt là hai góc xem chừng vẫn đủ cho một nhân vật chui qua mình đi bên này diệp tu vung tay chỉ đông mình đi bên này Hàn Văn Thanh hất mặt chỉ tây, Hy vọng không gặp lại mấy ông. Tương tự, Hàn Văn Thanh nói. Ok, mọi người tranh thủ thời gian, coi chừng đám cáo giả này đâm sau lưng, nhanh nhanh nhanh, Diệp Tu hô hào đồng đội. Đây là cặp vuốt của Lưu Manh, tạm lấy hình đường Tam Đả và đường Hạo Gia Minh Hòa. Nếu tập 18 ra mà có hình lãnh ám lôi sẽ đổi lại. Dù gì đường hay lãnh đều là lâm kính ngôn. Còn đây là bốn chiêu trong chương này của nhà quyền Pháp, thực hiện bởi Đại Mạc Cô Yên, nằm trong cả một series tranh. Bạn nào quan tâm có thể vào fan club Hàn Văn Thanh trong forum xem đầy đủ, cần. Thần chỗ đó cho spoil, hoặc đợi khi khác lá áp tiếp. Đấm vỡ bá hoàng quyền mãnh hổ loạn vũ quyền xung ký chat bài. Chương 1108, mảnh mật thất quỷ vương sao chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit và Beta. Lá mùa thú nhân vật hai đội tách đường nhanh chóng chui qua lỗ hổng trên cao rồi chia tay nhau bởi hai khối đá trước khi biết rõ cuộc chơi trong xào huyệt bách quỷ là gì hai chiến đội rất lý trí không để xảy ra xung đột có điều trong bụng ai cũng chỉ mong năm đứa bên kia vừa leo ra liền gặp cục đá khác đè cho chết bẹp nhưng cả hai phe đều phải thất vọng sau khi vượt qua khối đá đường hầm thông suốt mãi cho đến khi phình ra thành một khu vực rộng hơn nhìn như mộ thất ấy nhỉ Năm người Hưng Hân đi tới cuối đường, đó là một căn phòng rất lớn, vuông vức hẳn hòi. Một căn phòng như thế dưới lòng đất chỉ có thể là mộ thất mà thôi. Vừa dứt lời, giữa phòng đột nhiên bộp bộp vang động, một chiếc quan tài bằng đá dần dần nổi lên khỏi lòng đất. Ế, sắp spawn boss." Diệp Tu nói, "Quỷ, dễ vậy á? Hốt luôn không cần làm gì khác." Diệp Tu nói, cùng lúc đó mỗi người Hưng Hân đã vào vị trí sẵn sàng đầu tiên thăm dò hàng họ nó trước rồi mới đánh thật không có trị liệu ở đây mọi người phải cẩn thận diệp tu nhắc vài câu nhìn theo thể thức event mấy ngày nay thì đặc điểm của quỷ là tấn công mạnh phòng thủ yếu chỉ cần tìm thấy nhược điểm quất gọn là chuyện dễ dàng nhưng trước khi tìm ra thì khá khó nhai so với quỷ tảo có lẽ quỷ vương phải có sức tấn công thuộc hàng boss nếu câu trả lời là đúng nó có thể cho mọi nhân vật một hít về làng bất cứ lúc nào Hưng hân chia nhau ra đứng, vào thế song xuôi, quan tài đá cũng đã hoàn toàn lộ khỏi mặt đất. Một chàng lạch cạch lạch cạch vang lên, nắp quan tài đang dần mở ra, cả nhà hưng hân rất phởn. Trò này thấy trong game nhiều rồi, một hai lần đầu còn hơi thoát tim chứ giờ đã quá nhạt. Nắp quan tài mở được một nửa, một cánh tay trắng nhởn khẳng khiu vươn ra nắm lấy mép quan tài, cái đứa ngủ bên trong ngồi bật dậy. Một con nữ quỷ, một con nữ quỷ trắng bóc từ da tới tóc từ móc áo tới lưng quần. Diệp Tu chẳng trần trừ đến nửa giây, hất tay cho một quả lựu đạn vào trong quan tài. Lựu đạn nổ tung, gái quỷ thét lên một tiếng nghe như cực kỳ kinh hoàng. Bị một kỹ năng thế này dọa khóc, xem ra không phải phong độ mà một con boss nên có. Gái quỷ nhảy cái bẹp từ trong quan tài ra ngoài, trợn mắt nhìn quân mạc tiếu, há miệng thét thêm tiếng nữa. Gió rét băng băng, công kích hệ băng, Diệp Tu kêu lên quân mạc tiếu đã sớm lật người lăn đi. Một vũ tranh phong nhấc trọng pháo lên vai, ba phát pháo liên tục bắn ra. Gái quỷ hành động nhanh như chớp, biết né cả chiêu, lúc này mới thật sự thể hiện IQ thường thấy ở một con boss. Nó tránh thoát ba quả pháo chống tăng, nhưng Hàn Yên Nhu đã ở bên hông cản đường với một bộ liên kích kỹ năng cấp thấp tặng kèm huyễn văn ma pháp. Gái quỷ bị đường nhu đánh cho bận bịu tay chân, không kịp bắn trả. Cẩn thận, đừng gấp quá, Diệp Tu nhắc nhở, em hiểu, đường nhu rất tập trung, gái quỷ này liệu sẽ có chơi chiêu mắc dại nào chăng? Tạm thời họ chưa biết, nhưng phải thử nghiệm bằng nhiều cách chứ chỉ đứng từ xa phóng chiêu thăm dò thì không đủ. Một huyễn văn thuộc tính lửa phừng phừng bay đi, hai tay hàn yên nhu tỏa sáng bởi siêu bắp tăng sức đánh của huyễn văn lửa. Gái quỷ chúng chiêu, rít lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Nó sợ lửa, phần thuộc tính băng, diệp tu kết luận ngay bình xăng, Diệp Tu gọi bánh bao, bánh bao xâm lấn liền ném bình xăng, gái quỷ rơi vào biển lửa, quả nhiên đau đớn phẫn nộ không thôi. Hỏa viêm chạm, Diệp Tu lại hô lên, hại người không mệt lao lên, vung kiếm ninja rạch gái quỷ bằng một đường ánh lửa, làm nó liên tục kêu gào. Nhát kiếm này còn để lại một vết chém như thiêu đốt, có vẻ hữu hiệu hơn hẳn mấy hít tấn công thuộc tính lửa trước đó. Nhưng gái quỷ cũng đã bắt đầu phản kích mạnh mẽ nó ha miệng thổi ra một cơn lốc xoáy tốc độ nhanh bán kính lớn hại người không mệt vội vàng phắn gấp mà không kịp cánh tay trái trúng lốc lập tức đóng băng bị gì diệp tu hỏi hắn muốn biết hiệu ứng của hít đánh vừa rồi đông đá mạc phàm đáp bằng hai chữ miêu tả của hệ thống về đi bắp trên cánh tay mình còn kết ấn được không diệp tu hỏi không mạc phàm nói mọi thao tác mà cậu muốn làm lúc này chỉ cần dùng đến cánh tay trái đều sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ kết ấn đương nhiên phải cần hai tay, cánh tay trái đông thành que kem, nghỉ kết chứ còn sao nữa, vậy coi như dính đi bắp phong ấn kỹ năng. Diệp Tu nói, bánh bao là đồng chí tốt, thấy hại người không mệt của mạc phàm bị thương bèn bay qua trợ giúp. Gái quỷ rất nhạy bén, lập tức quay đầu phun cơn lốc khác về phía bánh bao xâm lấn. Bánh bao, cẩn thận, Diệp Tu vội nhắc, bánh bao đã phóng đến sau lưng gái quỷ, đâu có ngờ tự dưng gái quay đầu lại nhìn mình. Với khoảng cách này, chỉ cần gái phun một phát chắc chắn sẽ trúng ngay đầu bánh bao xâm lấn thế thì đầu sẽ bị đóng băng á đầu đóng băng là đi bắp gì giảm mấy trăm điểm iq óc bị đốt đá mà bánh bao bỗng giống to một tiếng át cả tiếng thét ầm ý kia tuy vậy tiếng giống này không gây sát thương sát thương đến từ thao tác không phải từ động tác thế là mọi người rất nhanh nhìn thấy bánh bao xâm lấn bình tĩnh tự tin không cay cú mà giương hai tay về phía gái khi cơn lốc băng được phun ra khỏi miệng gái quỷ cũng là lúc nó bị vác chồng vó lên trời, sượt qua mặt bánh bao xâm lấn. Quật, ngã, gái quỷ lăn quay ra đất, lốc băng không có cửa đụng tới bánh bao. Thằng nhóc này, Diệp tu vã mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết bánh bao có phải chủ đích dùng khống chế của quật ngã để đẩy lệch hướng tấn công của lốc băng không, nhưng quả thật đó là một pha lấy công làm thủ vô cùng đặc sắc. Ghê quá, ghê quá, bánh bao giờ mới hoàng hồn, vừa kêu gào vừa lăn lê bỏ toài ra khỏi khoảng cách tiếp xúc với gái quỷ đã phát hiện nhược điểm và nắm sơ cách tấn công của nó diệp tu nhanh chóng lập kế hoạch chiến lược và chỉ huy mọi người làm theo tiếng gái quỷ rít gào tràn ngập mộ thất trong các chiêu nó sử dụng công kích hệ băng với tiếng thét mở đầu là chiêu nhanh và mạnh nhất cuối cùng trong một đợt hỏa lực bánh bao xâm lấn đưa đầu cho gái phun băng lát hít được nó mọi người hớt hải chạy đến nhìn bánh bao nguyên cục đá bọc đầu nhọn hoắt bánh bao xâm lấn trông như cái răng sữa sao rồi iq vẫn ổn chứ diệp tu muốn chứng thực suy đoán của mình không sao cả em vẫn thông minh chán bánh bao nói diệp tu nghe tiếng bánh bao rất nhỏ rõ ràng không phải trong game mà là âm thanh truyền đến trực tiếp từ phòng huấn luyện giọng nói trong game đã bị tắt một cách cưỡng chế lại chẳng miệng bánh bao xâm lấn cũng bị đông đá mà chân thực đến từng chi tiết anh hỏi thuộc tính trí lực của em đó Diệp Tu vừa nói vừa click vào bánh bao xâm lấn kiểm tra chỉ số. Chí lực bình thường, xem ra suy đoán về óc đông đá đã sai. Bánh bao xâm lấn ôm nguyên cái đầu đá bước mấy bước, lúc la lúc lắc, cảm giác thăng bằng rất kém. Có lẽ đây chính là hiệu ứng đi bắp gây nên. Xem cái này này, khi mọi người đang vây quanh bánh bao xâm lấn, Tô Mộc Tranh phát hiện có thứ rơi ra từ gái quỷ. Mảnh mật thất quỷ vương y, ồ, Diệp Tu nhặt lên. Có y thì sẽ có hai, khả năng có cả ba, IV, V. Quả nhiên gái này không phải quỷ vương mà chỉ là một em đệ của nó thôi. Mảnh mật thất chắc dùng để ghép thành chìa khóa mở mật thất. Cần bao nhiêu tấm, rơi từ trên người boss. Nếu mình nhặt rồi, người khác muốn lấy thì phải giết mình. Có thể hợp tác nhiều nhà với nhau để cùng sử dụng mảnh mật thất không? Thử click chuột phải sử dụng, hệ thống nhảy lên thông báo. Cần thêm mảnh mật thất quỷ vương 2, 3, IV, V. Đúng vậy thật. năm đội năm mảnh mật thất, bắt buộc phải cầm hết trong tay mới sử dụng được. Thế thì cuối cùng sẽ chỉ duy nhất một đội có cơ hội gặp quỷ vương. Trong đầu Diệp Tu lướt qua rất nhiều ý nghĩ, đúng vào lúc này, vách đá họ đang đứng đối diện đột nhiên đổ sụp. Cả một bức vách chỉ trong khoảnh khắc biến mất tiêu, mớ đá vụn đổ nát dưới đất trông không tuân thủ định luật bảo toàn khối lượng gì cả. Tường sụp làm không gian thoáng đáng. Hẳn. Diệp Tu lập tức phát hiện trước mặt là một đội người chơi cũng đang đứng ngó đống đá hệt như bên mình. Quan trọng hơn hết, dưới chân họ có một cái xác. Không giống gái quỷ trắng hiếu hưng hơn mới giết cho lắm, nhưng ắt hẳn cùng đẳng cấp. Hai đội nhìn nhau sừng sốt, nhưng chỉ trong tích tắc cả 10 người đã cùng ý thức được một việc, thiên lôi địa hỏa, phe bên kia quả quyết tấn công ngay. Người trẻ tuổi mà, phải hai chứ, đối diện hưng hân là chiến đội hô khiếu. Huyện mộ này trống trải thanh thang, không có bất cứ thứ gì để ẩn thân triệu vũ chiết chớp mắt đã phóng ra một đại chiêu phép thuật vừa công kích vừa lợi dụng hiệu ứng ánh sáng để che chắn nhà mình hai năm trong giới chuyên nghiệp cậu ta không còn là một tân binh ngây ngô từ lâu mà đã trở thành một cái tên rất ưu tú trong thế hệ tuyển thủ mới mặc dù vẫn chưa được ca ngợi đến cấp thần năm người hưng hơn tránh gấp một đại chiêu không đi kèm bất cứ thứ gì làm nền rất dễ né cả bánh bao xâm lấn đang ôm nguyên cục đá trên đầu còn loạn choạng né được nữa cơ. Tuy vậy mục đích của Triệu Vũ triết không nằm ở công kích. Chính xác hơn, cậu ta muốn yểm hộ. Đây là đấu pháp được hô khiếu sử dụng rất nhuần nhuyễn. Dưới sự che khuất của ánh sáng phép thuật, thánh chơi dâm phương rệ đá giải cảm bẫy đầy đất. Lui trước đá, Diệp Tu kêu lên, bánh bao xâm lấn vẫn đang ôm đầu đá, tốc độ chậm, mất thăng bằng, hưng hơn không thể ứng chiến với 100% sức lực tạm thời khó quá cho qua thế nhưng tiếc thay đường hạo đội trưởng và cũng là át chủ bài của chiến đội hô khiếu rất biết được nước làm tới hưng hơn càng lùi hắn càng sông pha hung hán hơn lưu manh vốn là một nghề cực kỳ linh hoạt và biến hóa vô số đường nhưng lúc này cầm trong tay hắn đường tam đả trở nên dũng mãnh không khác gì quyền hoàng đại mạc cô yên nghề lưu manh không có lấy một danh hiệu nào coi được đó là việc khiến đường hạo rất khó chịu như đấu thần súng vương kiếm thánh quyền hoàng gì gì ấy đường tam đả cũng phải có một danh sưng hoa lệ như thế mới đúng vì thế đường tam đả bằng một khí thế hồ báo vốn không nên tồn tại ở nghề của mình xông tới